La Đạo Nhất mỉm cười, nói thầy Ngô là người rất có gốc gác, anh ấy là đại đệ tử của trưởng môn kiếm phái Thục Sơn, còn là tả thần tướng của Thanh Long Quân, là thủ lĩnh của Thiên Long. He he, nghe nói thầy Ngô còn tinh thông đan đạo, y thuật, là một người toàn năng. Mọi người giật mình, rất nhiều sinh viên đều khiếp sợ trước những thân phận của Ngô Bình. Một giáo viên bước ra từ trong đám đông, nói, viện trưởng, đây là một trong hai giáo viên 4 sao của học viện chúng ta, thiết nghĩ nhất định thực lực của thầy Ngô sẽ rất đáng sợ, hiểu biết về võ đạo cũng vượt xa chúng tôi. Ngô Bình nhìn sang người đang nói, anh ta tầm 30 tuổi, là một chân quân anh biến. Thiết Huyền âm thầm truyền âm, nói, anh Ngô, người này tên Âu Dương Ngọc, là giáo viên 1 sao, võ tông bậc 4, là người của Đỗ Pháp Tương. Ngô Bình bình thản đáp, quá khen rồi. Âu Dương Ngọc mỉm cười, nói, nếu mọi người ở đây có bất cứ thắc mắc gì về võ học thì cứ thỉnh giáo thầy Ngô. Anh ta vừa dứt lời thì một thiếu niên tầm 17 tuổi bước ra khỏi đám đông, giống sinh viên của học viện. Cậu ta chào Ngô Bình, chào thầy Ngô, em là Chu Đồ, gần đây gặp phải khó khăn trong tu hành, không biết thầy Ngô có thể giải đáp giúp em không? Ngô Bình nói, ừ, đương nhiên là được rồi. Mắt Chu Đồ sáng lên. Cậu ta nói, cảm ơn thầy Ngô. Sau đó cậu ta dừng lại một lúc rồi nói, thầy Ngô, trong quyển bộ pháp quyền kinh trong giáo trình của học viện có nhắc đến một loại vũ bộ cổ. Quyền kinh hữu vân, người luyện vũ bộ, bắt nguồn từ kỹ thuật của hạ vũ, dịch chuyển như thần linh, là cội nguồn của tất cả các thuật, là mấu chốt của huyền cơ. Em vất vả suy ngẫm cả nửa năm, tìm đọc nhiều tư liệu cuối cùng cũng biết làm sao để thi triển vũ bộ. Nhưng em ngu dốt, mặc dù cố gắng học tập, cũng có thể thi triển vũ bộ nhưng lại không thể đạt được hiệu quả như trong sách nói. Thầy Ngô, phải chăng tài liệu mà đệ tử tìm hiểu có sai sót không? Xin thầy Ngô chỉ bảo thêm. Tất cả các giáo viên nghe thấy câu hỏi của Chu Đồ thì dáng vẻ chờ xem kịch hay hiện hết lên mặt. Thật ra vũ bộ là vấn đề làm học viện đau đầu nhiều năm, đến nay vẫn chưa có ai có thể giải quyết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lãnh nhân không nhịn được lên tiếng. Đây là câu hỏi khó đã có từ lâu, lúc tôi đến học viện võ đạo thì đã có người từng hỏi tôi, từ đó đến giờ vẫn chưa được giải đáp. Tôi thấy thay vì đưa ra câu hỏi này, chỉ bằng hỏi một số vấn đề thiết thực còn hơn, tránh lãng phí thời gian của mọi người. Âu Dương Ngọc đó thì lại không chịu thôi, bình thản đáp, có nói sao thì cũng là giáo viên 4 sao, mạnh hơn nhiều so với đám 1 sao bọn tôi, dù không thể giải quyết thì ít ra cũng chia sẻ đôi chút ý kiến cá nhân chứ. Các học sinh tại hiện trường đều mong đợi nhìn Ngô Bình, hy vọng có thể học được gì đó khác biệt từ anh. Cho dù không thể giải quyết, có thể cho một cách nghĩ cũng tốt rồi. Đương nhiên Ngô Bình biết vũ bộ, cho dù là trải nghiệm võ học về chân võ đại đế, hay là đại cương võ học thì đều có vũ bộ, hơn nữa còn rất chi tiết và đầy đủ. Thậm chí, chân võ đại đế còn cải tiến vũ bộ, gia tăng hiệu quả. Ngô Bình nói, có thể. Chu Đồ, thực hiện một lần vũ bộ mà cậu biết đi. Chu Đồ lập tức đứng vào khoảng trống, hít một hơi, dùng tốc độ nhanh chóng đi 7 bước, sau khi hoàn thành, khí huyết cậu ta dâng lên, hô hấp không đều, trông có vẻ rất khó chịu. Ngô Bình nhìn vậy, lắc đầu nói, cậu sai hoàn toàn rồi. Mọi người đều dựng thẳng tai, muốn nghe Ngô Bình nói gì. Ngô Bình, đi vũ bộ, lại gọi là bộ cương đạp đấu. Bộ cương là gì? Cương giả, thiên cương giả, hành vũ bộ, tu đạp cửu tinh giả. Định cửu thiên chi linh căn, nhật nguyệt chi minh lương, vạn phẩm chi uyên tông. Thiên, địa, nhân, âm dương, ngũ nhạc, tứ hải đều lấy cửu tinh làm cội nguồn, ngũ cửu xâm liệt, cương duy vô cùng, chế ngự thiên túc, huỳnh chuyển tam thần. Đạp vũ bộ, phải phối hợp thần chú, tâm pháp hỗ trợ, đồng thời có thể thể còn phải có được người và trời hợp nhất, đây là căn bản. Bộ cương đạp đấu, 9 sao soi chiếu, thỉnh thần lực đến cho ta dùng. Lúc này, dù là vẻ bùa, bắt quỷ, sai khiến thần, tu tiên thì đều có hiệu quả khó tin. Ngô Bình lập tức nói bản chất của vũ bộ, mọi người nghe xong, tinh thần bỗng chốc phấn khích, vui mừng không thôi. Chỉ cảm thấy nghe những lời này của Ngô Bình, tựa như được người khác đánh thức, hoàn toàn tỉnh ngộ. Âu Dương Ngọc cũng kinh ngạc trong lòng, nhưng anh ta nói ngay lập tức, thầy Ngô nói rất hay, nhưng chỉ là nói suông thôi, tôi nghĩ cũng không giúp gì được cho Chu Đồ. Ngô Bình lạnh nhạt nói. Vậy thì đơn giản, tôi đi thử một lần vũ bộ chân chính, mọi người xem cho kỹ. Nói xong, anh bước ra một bước, mọi người xung quanh đều cảm thấy chỉ trong chớp mắt này, cả người Ngô Bình như sáng lên,
anh như biến thành trung tâm của đất trời vậy. Cùng lúc đó, trên không trung, 9 ngôi sao sáng rực, một sức mạnh to lớn khó lường, cứng rắn, thống trị đất trời, giáng xuống giữa đại sảnh. Mọi người trừng mắt há miệng, đây chính là vũ bộ. Ngô Bình âm thầm vận dùng tâm pháp, khẽ niệm chú ngôn, đi ra bước thứ hai. Bỗng chốc, cơ thể bắt đầu phát sáng một cách rực rỡ. Mà mỗi bước của anh, dưới mặt đất đều để lại một dấu chân phát sáng, trên dấu chân ẩn hiện pháp ấn phủ chú huyền diệu. Bước thứ ba, ánh sáng trong đại sảnh bỗng biến mất, sức mạnh to lớn kia càng nặng nề hơn, sau lưng Ngô Bình thấp thoáng xuất hiện bóng dáng 9 hành tinh. Bước thứ tư, khí tức của Ngô Bình ngưng tụ tựa như khí thế sông núi đất trời xung quanh cũng tụ về phía anh vậy. Bước thứ năm, trên một ngọn núi phía xa, một bóng sáng bay đến, giống người nhưng không phải người, như quỷ nhưng lại chẳng phải quỷ, vô cùng mờ mịt, nhưng biết được lúc này, Ngô Bình là cao quý nhất nên thì cúi lại anh. Bước thứ sáu, sao trăng mất ánh sáng, núi sông trỗi dậy, vạn linh đồng cảm, vô vàn quỷ, thánh, tinh linh, từ bốn phương tám hướng tề tựu, cúi lạy Ngô Bình. Bước thứ bảy, các quỷ thần yêu ma đều bay trên đầu Ngô Bình, tạo thành một vầng sáng khổng lồ. Bước thứ tám và bước thứ chín, Ngô Bình liên tục hoạt động, sau đó điểm tay, quát lớn, chuyển. Một luồng thần quang bay ra, đối diện với cửa, một ngọn núi cao cả trăm mét đột nhiên nâng lên cao, bay về phía xa. Không lâu sau, bỗng nổ vang vọng, ngọn núi lại chuyển sang chỗ khác. Mọi người kinh ngạc, đây chính là rời núi lấp biển trong truyền thuyết sao. Ngô Bình khẽ cười, nói, để mọi người chê cười rồi, tu vi tôi có hạn, chỉ có thể rời được ngọn núi nhỏ này thôi. Cả sân yên lặng tĩnh mịch, thật sự quá kinh ngạc. Không chỉ chiêu thức rời núi của Ngô Bình, mà Ngô Bình lại thể hiện được vũ bộ chân chính ngay nơi này. Phải biết rằng, đây là vấn đề võ học mà không một ai trong học viện võ đạo giải quyết được. Chu Đồ trợn mắt há mồm, đây, uy lực của vũ bộ, kinh khủng đến vậy. Thật ra, Ngô Bình dùng không phải là sức mạnh của anh, mà là anh mượn sức mạnh của Thiên Cang, xua thần sai khiến quỷ, ra lệnh cho họ rời núi. Khâm phục, anh Ngô đúng là kỳ tài, Thiết Huyền cảm khái, nói rồi khẽ thi lễ với Ngô Bình. La Đạo Nhất cười nói, tốt thật, đây mới là giáo viên bốn sao. Ngô Bình lộ ra một chút bản lĩnh khiến, mọi người kinh ngạc, đến lúc này không còn ai dám gây khó dễ với anh như Âu Dương Ngọc. Vẻ mặt Âu Dương Ngọc trắng nhợt, đứng ngây tại chỗ, mãi một lúc cũng không nói gì, cũng không biết đang nghĩ gì. Mà trong đám người, một học sinh mang theo vẻ mặt khó coi. Cậu ta nhận được lệnh, đêm nay phải thách đấu với Ngô Bình, nhưng xem ra cậu ta cũng không phải là đối thủ. Nhưng lời của người kia, cậu ta không dám không nghe, người này cắn răng đi ra nói, thầy Ngô. Học sinh Lưu Tượng Uy, vừa nãy nhìn thấy vũ bộ của thầy, trong lòng vô cùng khâm phục. Học sinh đang học linh phi quyền trong 36 võ đạo, có nhiều chỗ vướng mắc, mong thầy Ngô chỉ điểm đôi chút cho học sinh. Nói thì nghe rất hay. Ý nghĩa thật chính là đang thách đấu với Ngô Bình. Học sinh khiêu chiến với thầy hướng dẫn cũng không còn lạ trong học viện võ đạo, nhưng Ngô Bình là thầy hướng dẫn mới đến, ngày đầu tiên đã bước ra thách đấu, mục đích không cần nói cũng hiểu. Ngô Bình không sợ không giận, bình tĩnh nói, được thôi. Mọi người xung quanh tản ra, để lại một khoảng trống. Học sinh này đi lên, tuổi cậu ta thực ra không chênh với Ngô Bình quá nhiều, thậm chí còn lớn hơn vài tuổi. Nhưng cậu ta đã đến tu vi anh biến chân quân, tuy vẫn chưa phải là võ tông, nhưng thực lực so với nhân tiên cảnh võ tông bình thường còn mạnh hơn nhiều. Dù sao, danh hiệu võ tông, cũng không chỉ mỗi thực lực, mà là về tu dưỡng võ học. Học sinh này cao tầm 1m9, cả người tràn đầy sức lực. Ngô Bình gật đầu, trước tiên thi triển linh phi quyền một lần thử đi. Lưu Tượng Uy gật đầu, lập tức hành động nhanh chóng, thi triển linh phi quyền. Võ học biết một hiểu mười, võ đạo của Ngô Bình biến hóa khôn lường, lại từng đọc được đại cương võ học hoàn chỉnh, đương nhiên vừa nhìn đã biến nguyên lý và khuyết điểm linh phi quyền này. Linh phi quyền có tổng cộng 42 chiêu thức, Ngô Bình chỉ nhìn 10 chiêu thức, đã nói, được rồi. Lưu Tượng Uy lập tức dừng lại, kinh ngạc nhìn Ngô Bình, thầy Ngô, phía sau còn có 32 thức nữa, không đánh sao. Ngô Bình, tôi đã biết được cốt lõi của linh phi quyền. Cho nên phần còn lại không cần xem nữa. Nào, tôi cũng dùng linh phi quyền, chúng ta thử mấy chiêu. Đây chính là điều mà Lưu Tượng Uy muốn, cậu ta gật đầu nói, mong thầy Ngô chỉ giáo. Nói xong, cậu ta nhanh nhẹn bước ra,
chớp mắt đã vòng qua sau lưng Ngô Bình, tốc độ nhanh chóng, tựa như chớp mắt cậu ta đã có thể di chuyển đi vậy. Thế nhưng, cậu ta vừa đến sau lưng Ngô Bình đã cảm giác phần bụng đau nhói, ngón cái của Ngô Bình không biết từ khi nào đã đè vào điểm yếu của cậu ta rồi. Cơ thể cậu ta cứng đờ, không dám động đậy, bởi vì Ngô Bình chỉ cần khẽ dùng lực là có thể khiến cậu ta thịt nát xương tan. Ngô Bình thu tay về, cốt lõi của Linh Phi Quyền nằm ở Linh và Phi, Linh là linh động, Phi là bay. Mà cậu, lại cứ cố chấp về chiêu thức, chỉ học được bên ngoài. Lại đi. Lưu Tượng Uy đỏ mặt, hỏi thầy Ngô, một thức vừa này của tôi, phải thi triển thế nào mới được? Ngô Bình lùi về 10 mét, nói tôi tấn công, cậu phòng thủ. Lúc này, hãy cẩn thận lĩnh ngộ. Nói xong, anh cũng di chuyển linh hoạt, thoáng chốc đã đến bên sườn trái Lưu Tượng Uy. Lưu Tượng Uy vừa muốn phản công thì trước ngực đã bị đánh một chưởng, bay đến mấy mét, nặng nề rơi xuống đất. Phần áo trước ngực bị đánh rách nát, xuất hiện một ấn chưởng có thể thấy rõ. Đây vẫn chưa phải là Ngô Bình thật sự đánh nặng, nếu không một chưởng cũng có thể đánh chết cậu ta rồi. Lưu Tượng Uy sững sờ, lầm bầm nói, sao lại như vậy? Ngô Bình, cậu tưởng là tôi sẽ đánh vào sườn trái sao? Cậu sai rồi. Lúc tôi bước ra bước đầu tiên thì đã đánh ra lực trường, chuẩn bị tấn công cậu. Lưu Tượng Uy vẫn không hiểu, hỏi, thầy Ngô, vậy một quyền kia tại sao không đánh lại có dấu? Ngô Bình, đây chính là chỗ lợi hại của Linh Phi Quyền, gọi là Phi Quyền. Đánh ra một quyền, là có thể im hơi lặng tiếng bay tới chỗ đối thủ. Lưu Tượng Uy nghe thấy thì rất khâm phục, cậu ta thi lễ với Ngô Bình, cảm ơn thầy Ngô đã chỉ dạy. Ngô Bình lạnh nhạt nói, ừ. Quay về suy nghĩ thêm đi. Mọi người đều kinh ngạc, trước đó rõ ràng Ngô Bình chưa từng học Linh Phi Quyền, anh chỉ là xem qua mấy chiêu mà đã biết được bản chất của quyền pháp này, cũng thể hiện ra được. Phải biết rằng Lưu Tượng Uy kia là chân quân, Linh Phi Quyền này cũng là công phu sở trường của cậu ta, cực khổ học mấy năm. Nhưng dù vậy, hiểu biết của cậu ta về quyền này vẫn không bằng Ngô Bình chỉ nhìn qua một lần. Lãnh nhân kinh ngạc nói, đúng là đáng khâm phục. Trình độ hiểu biết về võ học của giáo viên Ngô thật khiến người ta ngưỡng mộ. Tiệc chào đón tiếp tục diễn ra, rất nhiều người đến kính rượu với Ngô Bình, vì vậy Ngô Bình cũng quen biết không ít giáo viên và học sinh ưu tú, chủ quản của phòng ban ở học viện. Buổi tiệc kết thúc, La Đạo Nhất gọi Ngô Bình, nói chúng ta đi ra ngoài đi. Trên đường hẹp quanh co ở học viện, hai người sánh vai bước đi. La Đạo Nhất nói, cậu thân là nhân vương, có lẽ không chỉ là võ tông bậc một đâu nhỉ. Ngô Bình cười nói, thì ra viện trưởng đã biết rồi. La Đạo Nhất nói, chuyện cậu là nhân vương cũng không phải bí mật gì, tôi biết cũng không có gì lạ. Ngô Bình, ừ, một tháng sau, tôi sẽ tiến vào tầng thứ 8 tiếp tục thí nghiệm. Ánh mắt La Đạo Nhất sáng lên, nói như vậy, cậu có thể là ngự danh võ tông. Ngô Bình ngẫm nghĩ, cũng có thể là truyền kỳ võ tông. Chuyện như vậy anh cũng không giấu được, cũng không cần phải giấu. La Đạo Nhất cười ha ha, quá tốt, Bắc viện tôi nếu có thể có một truyền kỳ võ tông chấn giữ, thì chuyện giành lấy Nam viện chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Ngô Bình suy nghĩ trong lòng, biết trong này chắc chắn có nguyên do, lập tức hỏi, viện trưởng, học viện võ đạo tại sao lại phải chia thành Nam Bắc viện? La Đạo Nhất gật đầu, vấn đề này, người khác mà hỏi chắc chắn tôi sẽ không nói, nhưng cậu là ngoại lệ. Ông ấy chợt dừng lại rồi cười nói, đi. Đến viện tôi ngồi đã, chỗ tôi có trà ngon. Đi về trước mấy bước, tiến vào một rừng đào, trong rừng đào có một căn nhà gỗ, trước nhà có một viện nhỏ. Trong viện có một con chó vàng đang nằm, một con gà trống lớn, còn có một thiếu niên 13-14 tuổi, đang luyện quyền trong viện. Ông nội, nhìn thấy La Đạo Nhất, thiếu niên vui mừng tiến lên chào hỏi. Ngô Bình liếc nhìn, thiếu niên này tư chất bình thường, thân thể còn có vài vấn đề. La Đạo Nhất khẽ cười nói, đây là cháu tôi, La Bảo Quan. Bảo Quan, đây là giáo viên Ngô. 65. La Bảo Quan lịch sự thi lễ với Ngô Bình, thầy Ngô. Ngô Bình, chào cậu, Bảo Quan. Lúc này anh mới phát hiện, trí tuệ của La Bảo Quan này có chút bất thường, không khác gì một đứa trẻ 4-5 tuổi, biểu cảm và lời nói khá ngây thơ. Bảo Quan, qua bên kia chơi đi, ông nội phải nói chuyện với giáo viên Ngô. La Đạo Nhất cười nói. La Bảo Quan gật đầu, đi qua một bên ngồi trải lông cho chú chó vàng của mình. Mời Ngô Bình ngồi xuống, La Đạo Nhất nói, vữa nãy nói đến chuyện chia ra Bắc Viện và Nam Viện.
Chuyện này phải kể từ 30 năm trước, 30 năm trước, học viện võ đạo vẫn chưa chia thành Nam Bắc. Năm đó, tôi vẫn là giáo viên 4 sao, tìm được một học sinh tư chất rất tốt, tên là Tả Lăng Tiêu. Tôi dốc lòng bồi dưỡng cậu ta không phụ hy vọng của tôi, mau chóng trưởng thành, cuối cùng, 10 năm sau đã trở thành giáo viên giống như tôi vậy. Thầy và trò đều là giáo viên, vốn chuyện được ca tụng. Nhưng không được mấy năm, viện trưởng cũng nghỉ hưu, bên trên có ý sắp xếp tôi đảm nhận viện trưởng mới. Tả Lăng Tiêu kia cảm thấy cậu ta mới là người phù hợp, vì vậy anh ta lôi kéo một nhóm người đối đầu với tôi. Sau đó tôi mới biết là mấy người bên trên đối đầu với tôi tìm đến Tả Lăng Tiêu, nói muốn giúp cậu ta trở thành viện trưởng mới. Vì vậy Tả Lăng Tiêu mới không chút do dự mà đối đầu với tôi. Vốn dĩ, vị trí viện trưởng này để cậu ta làm cũng không sao. Nhưng tôi cũng thân bất do kỷ. Vị trí này tôi nhất định phải đảm nhận, không thể nhường được. Cuối cùng chúng tôi lại trở thành đối thủ, mặc dù tôi trở thành viện trưởng, nhưng cậu ta cũng dẫn theo một nhóm người xuống phía Nam, thành lập Nam Viện của Học viện Võ Đạo. Ngô Bình, nói như vậy, so với Nam Viện thì chúng ta mới là chính tông. Là đạo nhất, không sai. Nam Viện là do cậu ta thành lập dưới sự giúp đỡ của mấy người kia. So với Bắc Viện bảo thủ thì tu sĩ dạng nào, Nam Viện cũng nhận, kể cả tu sĩ ma đạo, tu sĩ tà đạo. Chuyện này khiến Nam Viện phát triển rất nhanh, chỉ trong 10 năm ngắn ngủi đã tương xứng với Bắc Viện. Nhưng tôi cảm thấy Bắc Viện mới là chính tông, tương lai chắc chắn thuộc về chúng ta. Chỉ là tôi không ngờ, Nam Viện sẽ xuất hiện một thiên tài như Tiêu Thế Tôn. Ông ấy khẽ thở dài, anh ta là thiên tài chân chính, so với Tả Lăng Tiêu năm đó còn tài giỏi hơn nhiều. 3 năm trước, anh ta đã đến kiểm tra tiên võ tháp, thế mà là võ tông bậc 1. Lúc đó anh ta đã tiến vào tầng thứ 8 tham gia kiểm tra, suýt chút nữa đã trở thành ngự danh võ tông. Ngô Bình, thì ra là người gần đạt đến ngự danh võ tông, chẳng trách viện trưởng lại coi trọng như vậy. La Đạo Nhất cười nói, nhưng cậu đã xuất hiện, khiến tôi an tâm hơn nữa. Lần đầu tiên thấy cậu, tôi đã biết cậu còn xuất sắc hơn cả Tiêu Thế Tôn. Ngô Bình, viện trưởng, bên trong chắc hẳn còn có chuyện khác. La Đạo Nhất gật đầu, Bắc Viện và Nam Viện từng có ước định, cứ mỗi 3 năm sẽ tổ chức một võ đài, mỗi bên cử ra người giáo viên mạnh nhất tranh chiến, bên thua sẽ giao ra thứ quý giá nhất. Ngô Bình suy nghĩ trong lòng, chẳng lẽ là tiên võ tháp? La Đạo Nhất nói, không sai. Nếu chúng ta thua thì phải đưa tiên võ tháp cho Nam Viện. Ngô Bình, còn Nam Viện thì sao? La Đạo Nhất, Nam Viện có thể vùng lên nhanh chóng, đương nhiên cũng có bảo bối của mình. Chính là Chuông Hạo Thiên. M thanh Chuông Hạo Thiên phát ra có thể rèn luyện được thần hồn của người, rửa sạch thân thể, hiệu quả thần kỳ, là một báu vật vô thượng. Ngô Bình, viện trưởng muốn tôi tham gia đấu võ đài, đoạt lấy Chuông Hạo Thiên. La Đạo Nhất, không sai. Chỉ cần lấy được Chuông Hạo Thiên, Nam Viện sẽ mất căn cơ, không đến 10 năm là phải quay về Bắc Viện. Nói đến đây, ông ấy nói với Ngô Bình, thời gian đấu võ đài đã quyết định vào mùa xuân năm sau. Đến lúc đó, cậu có nắm chắc sẽ thắng được Tiêu Thế Tôn không? Ngô Bình, hiện tại tu vi của Tiêu Thế Tôn kia như thế nào? Là đạo nhất, anh ta đã là Long Môn Tiên Quân rồi. Đến năm sau, có lẽ tu vi càng cao hơn. Ngô Bình nói, tiên quân vốn rất mạnh, lại thêm là võ tông, chỉ e không dễ đối phó. Là đạo nhất, cậu là nhân vương, chiến thắng anh ta không phải chuyện khó. Ngô Bình cười nói, tôi sẽ cố hết sức. Là đạo nhất nhìn anh, nếu cậu thành công thì sẽ là người giáo viên 5 sao. Ngoài ra, tôi sẽ cất nhắc cậu thành phó viện trưởng thứ nhất, đợi đến khi Đại học Võ Đạo được thành lập, sẽ để cậu đảm nhận chức hiệu trưởng Đại học Võ Đạo Giang Nam. Ngô Bình cười nói, viện trưởng, tôi nghe nói hiệu trưởng Đại học Võ Đạo sẽ đảm nhiệm chức thống đốc một vùng. Là đạo nhất, không sai. Đến lúc đó, rất có khả năng cậu chính là thống đốc Giang Nam. Dù không phải thì với địa vị hiệu trưởng của một trường đại học, chức vị chắc chắn không thấp hơn thống đốc. Ngô Bình, những người sau lưng viện trưởng sẽ ủng hộ tôi sao? Là đạo nhất, đương nhiên. Bọn họ sẽ xem cậu như là người của tôi, chắc chắn sẽ dốc lực giúp đỡ cậu. Ngô Bình ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, được, tôi đồng ý. La Đạo Nhất Nhất rất vui mừng, nói, nhưng trước đó, tôi sẽ tuyên bố ra ngoài, cậu là võ tông bậc 1. Ngô Bình, được. La Đạo Nhất Nhất nói, hình như ngày mai là đại hội võ lâm. Ngô Bình gật đầu, đúng, nghe nói muốn chọn ra võ lâm chí tôn.
La Đạo Nhất nói, người muốn nắm được vị trí Võ Lâm Chí Tôn kia vốn đã định sẵn. Nhưng hiện tại, chúng ta có thể giành thử. Ngô Bình chớp mắt, viện trưởng muốn tôi ra tay. La Đạo Nhất không sai. Cậu đánh bại người kia giành lấy danh hiệu Võ Lâm Chí Tôn, như vậy cũng có chỗ tốt cho Bắc Viện tôi. Ngô Bình, nếu đã được định sẵn rồi, tôi làm như vậy có được không? La Đạo Nhất, những người định sẵn Võ Lâm Chí Tôn, là những người ủng hộ Nam Viện. Ông ấy nói như vậy Ngô Bình đã hiểu rồi, anh cười nói, vậy thì không vấn đề gì. Không biết người bọn họ định sẵn là ai? La Đạo Nhất, Tiêu Thế Quý, em ruột Tiêu Thế Tôn, cũng là một thiên tài, thực lực rất mạnh. Ngô Bình hiểu tại sao Nam Viện lại dám chọn sẵn Tiêu Thế Quý rồi. Bởi vì có Tiêu Thế Tôn, không ai dám thách đấu với Tiêu Thế Quý. Nhưng bây giờ đã khác rồi, anh là võ tông siêu phẩm, thành tựu tương lai còn trên cả Tiêu Thế Tôn, vì vậy không cần phải sợ anh ta. Anh nói, được thôi, tôi sẽ giành lấy danh hiệu Võ Lâm Chí Tôn. La Đạo Nhất, Võ Lâm Chí Tôn không dễ làm, nếu cậu và Tiêu Thế Quý cạnh tranh, nhất định sẽ có rất nhiều cao thủ thách đấu với cậu, có nắm chắc phần thắng không? Ngô Bình nói, cố gắng thôi. Nếu thực không đánh được, thì cũng không còn cách nào. La Đạo Nhất chớp mắt, chỉ bằng tối nay cậu thăng cấp lên địa tiên đi. Theo La Đạo Nhất, Ngô Bình đã là nhân vương rồi, trở thành địa tiên chẳng qua cũng chỉ mất mấy phút. Ngô Bình, vẫn chưa đến lúc, con đường nhân tiên tôi chưa đi xong. La Đạo Nhất kinh ngạc, cậu còn muốn tu luyện phía sau nữa sao? Ngô Bình nói, nhân tiên tầng 8, gọi là nhân hoàng, tôi muốn thử xem. La Đạo Nhất không nhịn được cảm thán, nhân hoàng cảnh là trình độ mà tam hoàng ngũ đế mới có thể đạt đến được. Ngô Bình, người trước có thể làm được, chúng ta lại càng có thể làm được, dù sao chúng ta đã có công pháp hoàn thiện hơn, có hoàn cảnh tu hành tốt hơn, không phải sao? La Đạo Nhất không kìm được hy vọng, nhân hoàng cảnh phải có thực lực thế nào? Ngô Bình, mở ra phương hướng tiến hóa mới, dẫn dắt nhân tộc tiếp tục phát triển, đây chính là nhân hoàng. Đương nhiên. Nhân hoàng cũng là người bảo vệ nhân tộc. Cậu, nắm chắc mấy phần, La Đạo Nhất không nhìn được bèn hỏi, giọng nói có chút run rẩy. Ngô Bình ngẫm nghĩ, không nắm chắc, nhưng cho dù không thành công thì cũng thu hoạch được gì đó. La Đạo Nhất gật đầu, đúng vậy, ngay cả tam hoàng ngũ đế trước khi trở thành nhân hoàng, cũng không dám nói bản thân chắc chắn sẽ thành công. Đây không chỉ cần tố chất, mà còn cần có may mắn. Ông ấy bỗng nói, đúng rồi. Anh là võ tông bậc một, một khi tin tức truyền đi, võ lâm đại hội chắc chắn sẽ bị hoãn. Ngô Bình, bị hoãn. La Đạo Nhất, nếu tôi là bọn họ, chắc chắn sẽ lo lắng cậu tham gia cạnh tranh. Cách ổn thỏa nhất chính là lùi về sau, cho đến khi nghĩ ra được cách ứng phó. Ngô Bình lạnh nhạt nói, hoãn thì cứ hoãn thôi, cho dù là ai lên, thì tôi cũng sẽ đánh bại người đó. Hai người nói chuyện mấy câu, La Đạo Nhất chỉ về phía La Bảo Quan nói. Tôi có một chuyện cần giúp, thần y Ngô, bệnh của Bảo Quan, cậu có thể chữa được không? Ngô Bình sớm đã chú ý đến La Bảo Quan, anh lập tức lắc đầu, sau khi cậu ấy sinh ra thì đã gần chết rồi, là ông miễn cưỡng giữ lại mạng sống cậu ấy có thể được như vậy đã không tệ rồi, không nên cưỡng cầu nhiều. La Đạo Nhất khẽ thở dài, sớm đã dự liệu đến kết quả này rồi. Thì ra, thân thể và linh hồn La Bảo Quan đều có vấn đề, vốn dĩ vừa sinh ra cũng là lúc chết. Là La Đạo Nhất dùng cách của tiên gia miễn cưỡng cứu sống cậu ta. Ngô Bình phát hiện bên trong thân thể La Bảo Quan, có 7 tiên phù đang di chuyển, duy trì sức sống. Tiên phù mà biến mất, cậu ta lập tức sẽ chết. Ngô Bình, đứa nhỏ này thiếu mất một hồn hai phách, thân thể sinh ra đã khiếm khuyết. Có thể sống được đã là kỳ tích rồi. La Đạo Nhất gật đầu, là tôi quá tham lam. Ngô Bình thấy vẻ mặt ông ấy bi thương. Lại nói, hiện tại tôi không thể chữa trị, nhưng sau này có thể sẽ được. Ánh mắt La Đạo Nhất phát sáng, khi nào? Ngô Bình, đợi tôi trở thành tiên quân đoạt thiên thì có thể lấy được khí vận đất trời, sẽ dùng để ngưng tụ hồn phách. La Đạo Nhất cười nói, được, tôi sẽ đợi ngày đó đến. Ngồi một lúc, Ngô Bình tạm biệt rời đi, lập tức quay về chùa Đại Thiền. Ngày mai phải tranh đoạt Võ Lâm Chí Tôn rồi, anh muốn đến trước nói rõ với Quảng Tế và Liễu Duyên. Đi đến bên ngoài chùa Đại Thiền, anh nhìn thấy Tông Huy đang đứng ở trước cửa, người này vội nói, sư thúc, Quảng Tuệ sư tổ vẫn đang đợi người. Ngô Bình gật đầu, biết rồi. Đến thiện phòng, Ngô Bình phát hiện, ba cao tăng Quảng Tuệ, Quảng Tế, Liễu Duyên đều có mặt.
ngoài ra còn có ba người đàn ông đang ngồi ngay ngắn. Liễu Duyên cười nói, huynh đệ, đợi anh nửa ngày rồi. Ngô Bình trực tiếp ngồi xuống, đại ca, mọi người đợi tôi làm gì? Liễu Duyên, để Quảng Tuệ nói đi. Quảng Tuệ nói, Ngô Long Chủ, buổi chiều tôi nhận được tin, Võ Lâm Đại Hội sẽ đổi lại tổ chức ở Thiên Kinh. Hơn nữa còn lùi lại hai ngày sau. Ngô Bình nhíu mày, không phải đã nói sẽ tổ chức ở Chùa Đại Thiền rồi sao? Sao lại đổi thành Thiên Kinh rồi? Quảng Tuệ, nghe nói, vị thánh nhân trong kinh kia đích thân chủ trì Võ Lâm Đại Hội. Ngô Bình nheo mắt, nói, lại là người này. Sau đó anh hỏi Quảng Tuệ, bên ngoài biết thực lực của Quảng Tế và Liễu Duyên rồi sao? Quảng Tuệ, tin tức chưa từng để lộ, chắc rằng người bên ngoài không biết. Ngô Bình cười lạnh, anh nhìn Liễu Duyên, chuyện quan trọng như Võ Lâm Đại Hội này, sao có thể để người khác được hời được chứ? Tôi đề nghị anh đến Thiên Kinh một chuyến, đánh bọn họ một trận. Liễu Duyên cười nói, huynh đệ nói gì, đại ca đều tán thành. Quảng Tuệ nói, như vậy e là không thỏa đáng lắm. Ngô Bình lạnh nhạt nói, có gì không thỏa đáng. Liễu Duyên là thực lực thiên tiên, Chùa Đại Thiền chúng ta cũng nên chặn một chút, nếu không dễ bị người khác ức hiếp. Tục ngữ có câu, một quyền tránh trăm quyền. Quảng Tuệ ngẫm nghĩ rồi nói, cũng được, vậy phải làm phiền Ngô Long Chủ và Liễu Duyên sư tổ rồi. Liễu Duyên nhìn Quảng Tế, cậu đi không? Quảng Tế cười nói, tôi thì không đi đâu. Tôi biết người kia cũng có căn cơ, tốt nhất mọi người phải cẩn thận. Liễu Duyên, cậu không đi cũng không sao, phế vật như cậu đi rồi cũng uổng công. Quảng Tế khẽ cười, không tức giận, ông ấy vươn người đứng dậy, vẫn nên đi du ngoạn bên ngoài thì hơn, tôi đi trước đây. Ông ấy nói đi là đi, đẩy cửa đi ra, càng lúc càng xa, Quảng Tuệ nhìn bóng lưng dần xa khẽ lắc đầu, sau đó nói với ba người đang ngồi kia, sau này mọi người cứ đi theo Ngô Long Chủ đi. Ngô Bình ngây người, hỏi, bọn họ là? Quảng Tuệ, đều là đệ tử tục gia của Chùa Đại Thiền, ba người này tư chất tốt nhất. Nhưng chính vì tư chất quá tốt, chúng ta cũng không còn cách nào dạy bọn họ nữa rồi. Ngô Long Chủ, chỉ bằng anh dẫn dắt bọn họ theo bên cạnh, có thời gian thì dạy dỗ bọn họ. Thì ra, Quảng Tuệ biết Ngô Bình đã học được truyền thừa trên bức tường ngọc vô tự, nên cố tình để ba người này đi theo Ngô Bình học. Ba người đều chưa đến 25. Tư chất không tệ. Ngô Bình bây giờ đúng lúc cũng cần dùng người, gật đầu nói, được thôi. Anh hỏi tên bọn họ, ba người này lần lượt là Quách Kiệt, Miêu Thái Vi, Tào Nhạc. Anh nói với Liễu Duyên, đại ca có muốn ra ngoài đi với tôi một chuyến không? Liễu Duyên xua tay nói, tạm thời tôi ở lại trong chùa, tìm hiểu mấy thứ mà anh truyền cho. Đợi tôi hiểu rõ rồi thì sẽ đến Thiên Kinh dạy dỗ tên kia. Ngô Bình cười nói, chỉ bằng tôi để ba người này hầu hạ bên cạnh đại ca trước. Liễu Duyên cười nói, huynh đệ, đúng là biết trốn việc. Được rồi, ai bảo tôi là đại ca chứ? Anh còn rất nhiều việc phải làm, vì vậy anh đã rời khỏi chùa Đại Thiền vào đêm hôm đó và trở về nhà. Vừa về đến nhà anh phát hiện cỏ dại trong nhà đã biến dị thành linh thảo. Đại trận phong thủy của Lữ Thuần Dương thu thập linh khí trong 8.000 dặm khiến linh khí gần nhà họ Lý vô cùng dồi dào. Lúc này cả nhà đang ăn cơm ở trong sân, Lina chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon, một bàn ăn vô cùng phong phú. Ông ngoại và bà ngoại cũng đã đi du lịch về, tinh thần của ông hai đã tốt hơn rất nhiều, trông như chỉ mới ngoài 50, không hề già chút nào. Ngô Mi và Mỹ Ngọc cũng ở đây, Trung Thu được nghỉ lễ, hai người đã về nhà hôm qua. Ngô Bình sửng sốt, sau đó vỗ trán nói, suýt nữa thì quên ngày mai là Trung Thu. Trương Lệ nhìn thấy Ngô Bình bèn hỏi, Tiểu Bình, ngày mai bố con có thể về không? Ngô Bình không dám nói vì bây giờ anh cũng không biết Lý Niệm Tổ đang ở đâu, nếu tình hình không ổn thì đang ở tiên giới. Anh nói, mẹ, bố không thể về trong thời gian ngắn. Trương Lệ thở dài, thật là, một bó tuổi rồi mà còn chạy lung tung khắp nơi. Ngô Bình cười nói, ngày mai con mời bên ông nội đến, mọi người quây quần với nhau. Đường Băng Vân cũng ngồi bên cạnh Ngô Mi, vừa nói vừa cười với mọi người. Ngô Bình ăn bừa vài miếng đã hơn 11 giờ tối, mọi người lục tục đi nghỉ ngơi, trong sân chỉ còn lại Ngô Bình và Đường Băng Vân. Đường Băng Vân, chồng ơi, ngày mai em muốn về Đường Môn. Ngô Bình, bây giờ Đường Môn khá ổn định, về làm gì? Đường Băng Vân, em có một ý kiến. Ngô Bình cười nói, em nói đi. Đường Băng Vân, bây giờ linh khí đang hồi phục.
em nghĩ Đường Môn chắc sẽ có chuẩn bị trước, bắt đầu chuyển mình. Ngô Bình hỏi, em muốn thay đổi Đường Môn thành thế nào? Đường Băng Vân, chuyển thành gia tộc tu hành, anh thấy sao? Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, làm thế không phải không được, với năng lực hiện tại của Đường Môn, tương lai rất khó duy trì địa vị trong thế tục, để không bị loại bỏ thì nên sớm thay đổi. Đường Băng Vân cười nói, chồng ơi, anh phải giúp em. Ngô Bình cười, nói đi, em muốn anh làm gì? Đường Băng Vân, chọn ra một nhóm người tài giỏi trong lớp con cháu Đường Môn để đào tạo. Em cần anh truyền vài công pháp cho họ, giúp họ luyện chế đan dược, như thế dù em đến tiên giới cũng không cần lo Đường Môn xảy ra vấn đề. Ngô Bình gật đầu, nội bộ Đường Môn hơi phức tạp, trước kia muốn thay đổi rất khó nhưng bây giờ đại thế sắp đến, vừa lúc nhân dịp này thay máu Đường Môn, kích hoạt sức sống của nó. Đường Băng Vân, em cũng nói ý này với ông nội để Đường Môn dần dần lấy lại trạng thái khi mới vừa phất lên. Ngô Bình, ừ, ngày mai anh đến Đường Môn với em, nói chuyện với ông cụ. Đường Băng Vân gật đầu, tiện thể đi gặp người của gia tộc thần công. Ngô Bình, ừ, anh cũng đang muốn gặp họ. Đường Băng Vân, còn nữa, không ít con cháu Đường Môn phát hiện ra nhiều nơi kỳ lạ ở Thục Trung, thực vật và thú dữ nơi đó đều bị dị biến. Ngô Bình, có khả năng không gian gấp khúc sắp được mở ra. Đường Băng Vân, nếu đúng là thế, Đường Môn có thể giữ vững được không? Ngô Bình, chưa chắc. Tối hôm đó Ngô Bình ngồi thiền một lúc mới về phòng nghỉ ngơi. Anh đã tiêu hao rất nhiều năng lượng trong tháp tiên võ, đến giờ vẫn chưa hồi phục. Ngày hôm sau, mặt trời vẫn chưa mọc, anh và Đường Băng Vân đã chạy đến Đường Môn. Từ xưa Thục Sơn đã là vùng đất giàu có và đông đúc, được gọi là địa linh nhân kiệt, giàu nguồn tài nguyên. Hai người bay đi giữa các ngọn núi, lúc vượt qua phía bắc núi Võ Lăng thì thấy bên dưới có một khu vực rộng mấy nghìn mét vuông bị sương mù màu đen che phủ, người ở bên không nhìn rõ tình hình bên dưới. Thấy Ngô Bình dừng lại, Đường Băng Vân hỏi, chồng ơi, bên dưới sao thế? Ngô Bình nhìn sương mù đen nói, có người bày bố trận pháp che mất bên dưới. Đây là có dấu bí mật gì đó, chứng tỏ có đồ tốt mà họ lại không muốn người khác nhìn thấy. Đường Băng Vân tò mò hỏi, là gì nhỉ? Ngô Bình, xuống dưới sẽ biết. Anh kéo Đường Băng Vân đáp xuống gần chỗ sương mù đen. Nơi hai người đáp xuống là một khu rừng sồi hoang vu, mấy mươi bước phía trước là sương mù màu đen. Đường Băng Vân nói, chồng ơi, sương mù này có độc không? Ngô Bình nói, đây là sương mù gây ảo giác, hễ đi vào trong sẽ rơi vào ảo cảnh, nhưng uống cái này thì không sao nữa. Anh lấy hai viên đan dược ra rồi đưa cho Đường Băng Vân, sau đó anh nhấc chân lên, hai người rơi vào trong đất. Anh đi vài trăm mét dưới đất mới chui ra khỏi mặt đất với Đường Băng Vân. Đường Băng Vân cười nói, tại sao phải đi vào từ dưới đất, bên trên không thể đi sao? Ngô Bình, ngoài rìa có đặt cấm chế. Chúng ta cứ thế đi vào sẽ dễ bị phát hiện, nếu đi vào từ dưới đất sẽ không bị bại lộ. Nói rồi anh nhìn xung quanh, phát hiện trong không khí xung quanh tỏa ra mùi hương quả thoang thoảng. Đường Băng Vân hít mũi nói, mùi này thơm quá, hình như truyền đến từ phía trước. Ngô Bình hít một hơi, nhắm mắt suy nghĩ vài giây rồi nói, là hương thơm của quả lê. Đường Băng Vân, lê sao? Nhưng mùi này thơm quá. Ngô Bình, chắc là lê biến dị. Vừa lúc tháng 8 là mùa lê chín. Đi thôi, đến đó xem thử. Hai người đi về phía trước, quả nhiên nhìn thấy một vườn lê, trên cây lê rất sai trái. Ngô Bình hái một trái xuống ngửi, cười nói, lê này khá ngon, mặc dù không so được với đào tiên ở nhà nhưng ăn vào cũng có thể kéo dài tuổi thọ, tăng khí lực. Anh lấy khăn tay lau quả lê, đưa cho Đường Băng Vân một quả. Đường Băng Vân cắn một miếng, vừa giòn vừa ngọt, mùi vị rất vừa miệng. Mùi vị kỳ lạ này không có ở lê bình thường. Ngô Bình, loại lê biến dị này rất hiếm có, một lúc đi lấy vài quả về nhà trồng. Anh cũng hái một quả xuống ăn, vừa cắn vài miếng thì nghe thấy phía trước có tiếng động, hai con chó màu đen cao lớn, cao hơn 1 mét, lông bóng loáng đang đứng cách đó 100 mét, lạnh lùng nhìn Ngô Bình và Đường Băng Vân. Đường Băng Vân nhìn thấy chó đen thì giật mình, vội trốn phía sau Ngô Bình. Hai con chó đen di chuyển như hai tia chớp màu đen ngay tức khắc đã đứng cách đó 10 mét, hai móng vuốt đè xuống đất, cả người cúi thấp xuống muốn nhào đến chỗ hai người. Ngô Bình nhìn chằm chằm, phóng ra khí tức nhân vương. Hai con thú dữ kêu lên thảm thiết, nằm dạp xuống đất, bất động, ngược lại đáng thương nhìn Ngô Bình. Trong lịch sử,
loài chó bị con người thuần hóa, tổ tiên của chó gặp phải nhân vương, loại cảm giác kính sợ với nhân vương chảy trong huyết dịch của loài chó, nên một khi cảm nhận được khí tức nhân vương, chúng sẽ bị thần phục ngay. Ngô Bình vẫy tay nói, qua đây. Hai con chó không dám đứng lên, cứ thế bám dưới đất chậm rãi dịch đến dưới chân Ngô Bình. Ngô Bình vươn tay sờ đầu chúng nói, hai con chó cũng biến dị rồi, lạ thật. Đường Băng Vân, chồng ơi, là vì linh khí sao? Ngô Bình, đến hiện tại, anh vẫn chưa cảm nhận được linh khí, chắc chắn còn có thứ gì đó khác. Một con chó đen như thể nghe hiểu Ngô Bình đang nói gì, nó lắc đuôi, cả người nhướn về trước. Ngô Bình, mày muốn dẫn tao đi đến đó. Con chó đen lập tức đứng lên, đi một bước quay đầu ba lần chạy về phía trước, Ngô Bình và Đường Băng Vân lập tức đi theo. Đường Băng Vân ngạc nhiên nói, con chó này có thể hiểu con người nói gì sao? Ngô Bình, không có gì lạ cả, trí thông minh của hai con chó đen không khác gì đứa trẻ 10 tuổi, ngoài việc không biết nói tiếng người thì cái gì cũng hiểu. Con chó đen còn lại cũng chạy sang, Ngô Bình đi theo mấy mét thì nhìn thấy một cái hố rất lớn. Cái hố này có hình trụ giống một cái cột đập xuống từ trên trời tạo ra cái hố này, đường kính hơn 300 mét. Xung quanh cái hố rất sạch sẽ, nhìn xuống dưới sâu đến mấy trăm mét, bên dưới tối đen bị khói màu đen che phủ, thi thoảng còn có tiếng người. Ngô Bình biết bên dưới có người, thế là kéo Đường Băng Vân đến một bên thầm nói, Băng Vân, em ở đây đợi anh xuống dưới xem sao. Đường Băng Vân, rốt cuộc dưới đó có gì thế? Ngô Bình, anh không biết, đi rồi mới biết được. Dặn dò Đường Băng Vân xong, anh đáp xuống đáy hố. Xuống đến bên dưới, anh nhìn thấy cách đó mấy mươi mét có ba người đang vây quanh một vật thể phát sáng hình quả trứng, nhỏ giọng nói. Anh Lam, rốt cuộc đây là thứ gì thế? Chúng ta dùng mọi cách cũng không thể mở nó ra được. Một người khác nói, dù là gì thì nó có thể mở ra tiến hóa cho mạng sống, chắc là vật không tầm thường. Chúng ta phải nhanh chóng đem nó đi. Tiếc là chúng ta không có pháp khí chứa đồ, nếu không cũng không cần đợi đến giờ. Người thứ ba nói, mặc dù chúng ta đã bày bố trận pháp mê xương nhưng chắc chắn sẽ có cao nhân tìm đến. Hôm nay chúng ta có thế nào cũng phải đem nó đi. Vừa nói xong, hắn bỗng cảm thấy sau gáy đau đớn, sau đó ngất xỉu. Hai người còn lại rất ngạc nhiên, vừa xoay người lại cũng đều bị đánh một gậy, ngất xỉu. Ngô Bình nhìn ba người hôn mê, sau đó ném cây gậy sắt trong tay đi, anh phủi tay rồi nhìn vật thể phát sáng đó. Đồ vật này cao khoảng 3 mét giống một quả trứng phóng to, phát ra ánh sáng đom đóm màu vàng xanh. Anh mở nhìn thấu vạn vật thì thấy bên trong có một luồng năng lượng cực mạnh. Nhìn thấu vạn vật của anh không thể nhìn xuyên qua được. Lạ thật, thứ gì thế nhỉ, anh giơ tay sờ vào nó, mặt ngoài không cứng, khá mềm, rất đàn hồi. Thôi vậy, cứ đem về rồi nghiên cứu, anh vung tay lên cất đồ vật này vào trong không gian chứa đồ, sau đó bay lên trên. Lên đến phía trên, anh kéo Đường Băng Vân rời đi, nhưng lại thấy hai con chó đen lại đuổi theo bên dưới kêu ẳng ẳng. Đường Băng Vân cười nói, chúng muốn đi theo chúng ta. Ngô Bình suy nghĩ một chốc, vung tay lên, hai con chó bay lên không trung, được anh đưa đi cùng đến đường môn. Vượt qua vùng núi Võ Lăng thì sẽ đi vào bồn địa thục trung, vừa đưa mắt nhìn là những cánh đồng màu mỡ dài hàng nghìn dặm. Anh bỗng nói với Đường Băng Vân, nơi này không tệ, nếu sau này xây dựng phủ tổng giám ở đây thì đường môn nhất định phải giành lấy, ít nhất cũng phải kiểm soát được vài quận. Đường Băng Vân, với năng lực của đường môn chắc chắn có thể. Ngô Bình, nếu chuẩn bị từ giờ, có thể làm được không? Nói rồi hai người đáp xuống thị trấn đường, thị trấn này vẫn như trước, Đường Băng Vân vừa xuất hiện, người ở thị trấn đều chào hỏi. Thiếu tôn, cũng có người nhận ra Ngô Bình, cung kính đứng một bên. Vừa bước vào đường môn, Đường Thiên Tuyệt đã dẫn người ra đón, ông ấy nói, Ngô Bình, cuối cùng cũng trông được cháu đến rồi. Ngô Bình nói, ông cụ. Băng Vân nói ông có ý muốn cải cách đường môn nên cháu đến giúp ông một tay. Đường Thiên Tuyệt gật đầu, đi thôi, vào nhà rồi nói. Đi đến chỗ ở của Đường Thiên Tuyệt, người làm đều ra ngoài hết, Đường Thiên Tuyệt nói, cháu đến đúng lúc lắm, ông đang có việc nói bản với cháu. Ngô Bình, thưa ông, cháu và Băng Vân đã nói chuyện rồi, bọn cháu đều nghĩ đường môn phải thay đổi. Đường Thiên Tuyệt nói, đúng thế giới đang thay đổi, đường môn cũng phải thay đổi. Không thay đổi chỉ có một con đường bị tiêu diệt. Nhưng lợi ích trong đường môn quá phức tạp, muốn thay đổi thì rất khó. Ngô Bình, đường môn quá lớn, phát triển gần 2000 năm,
tích lũy quá sâu nhưng nó cũng quá cũ kỹ, cả một mớ vấn đề. Đường Thiên Tuyệt cười khổ, đương nhiên ông biết không có sức thay đổi. Ngô Bình, Đường Môn cần phải lột xác. Đường Thiên Tuyệt, ồ, chúng ta phải làm thế nào? Ngô Bình, muốn biết làm thế nào thì trước tiên phải biết rõ thứ gì quý giá và quan trọng với Đường Môn. Đường Băng Vân, là nhân tài. Ngô Bình gật đầu, đúng thế, là nhân tài. Đường Môn đã hoạt động hơn 1.000 năm, mặc dù có rất nhiều vấn đề nhưng đã đào tạo ra được một nhóm thiên tài. Nhưng vì sự trầm lặng hơn 1.000 năm, vài người nắm quyền lực trong tay, kiểm soát tài nguyên dẫn đến người có năng lực không lấy được lợi ích, không có khả năng ngồi không mà hưởng nên chỉ cần có thể làm được. Người có năng lực lên, người không có thì nhường vị trí, kẻ vô năng thì cho ra khỏi chức vị, dĩ nhiên Đường Môn sẽ thay đổi. Có thể tham khảo kiếm phái Thục Sơn, kiếm phái Thục Sơn lâu đời hơn Đường Môn, nhưng các đỉnh các điện lại hoạt động khá ổn định. Đó là vì Thục Sơn có một hệ thống có thưởng có phạt, đệ tử có tư chất tốt nhất định có thể đứng đầu, người phạm lỗi phải bị phạt. Nội phái không sợ có bản lĩnh càng lớn thì nội phái càng lớn mạnh. Ngô Bình có hiểu biết nhất định với Đường Môn. Đường Môn ngoài các trưởng lão ra thì vẫn còn 4 đại đường, 5 ngoại thích lớn và vài cơ quan, chẳng hạn như Thiên Sát. Số lượng con cháu Đường Môn quá nhiều, ở đất Thục, người gia nhập vào Đường Môn trực tiếp hay gián tiếp phục vụ cho Đường Môn hơn con số 5 triệu người, con cháu chính thức của Đường Môn có đến mấy trăm ngàn người. Đây chính là chỗ Đường Môn khó quản lý, quá nhiều người, xích mích lợi ích, một sợi tóc cũng ảnh hưởng đến cả gia tộc. Cách mà Ngô Bình đưa ra rất đơn giản. Thay máu cho Đường Môn, mà muốn thay máu thì phải đào tạo người mới nên anh đề nghị thành lập lớp học Đường Môn, phát tài liệu học cho tất cả mọi người. Tài liệu giảng dạy là do anh viết, mục đích chính là để lựa chọn những học viên có tư chất tốt ở lớp sơ cấp, sau đó từ từ đào tạo. Những người được chọn này sẽ vào lớp trung cấp học những võ đạo phức tạp hơn, đồng thời chọn lọc kỹ hơn, các học viên xuất sắc trong đó sẽ cho vào lớp cao cấp. Đến lúc đó lại chọn ra một nhóm thiên tài từ lớp cao cấp cho vào lớp xuất sắc. Học sinh lớp xuất sắc cần tài nguyên sẽ có tài nguyên, muốn công pháp sẽ có công pháp, Đường Môn sẽ không tiếc bất kỳ giá nào để đào tạo họ. Đến khi nhóm người này thành thạo thì có thể trở thành lực lượng trung kiên trong tương lai của Đường Môn. Dĩ nhiên học viên lớp cao cấp có thể đảm đương vị trí nhân viên quản lý cấp cao ở các nơi của Đường Môn. Lớp trung cấp thì cho quản lý tầng quản lý trung cấp. Tất cả các lớp ưu tiên chọn người trong Đường Môn, đồng thời cũng mở rộng tuyển sinh nhân tài bên ngoài. Như thế không đến vài năm tầng cấp cao của Đường Môn sẽ được thay máu hoàn toàn, do một nhóm người trẻ tuổi có sức sống, tư chất tốt lại thông minh quản lý. Ngoài ra, Đường Môn còn sẽ có quy tắc thăng cấp cấp bậc hoàn toàn mới, cấp thấp nhất của con cháu của Đường Môn là cấp 1, cao nhất là cấp 50. Cấp bậc có quan hệ với thực lực của bản thân cũng như sự cống hiến ở Đường Môn của người đó. Thực lực càng mạnh, cống hiến càng nhiều thì cấp bậc càng cao. Những nhân tài đủ xuất sắc có thể được Ngô Bình chỉ dạy, có cơ hội được học viện võ đạo hoặc đại học võ đạo đào tạo sâu. Nghe xong đề nghị của Ngô Bình, mãi sau Đường Thiên Tuyệt cũng không nói gì. Đường Băng Vân nói, ông ơi, cháu thấy có lý đấy ạ. Đường Thiên Tuyệt, nhưng nếu làm vậy thì các ông ấy chỉ còn nước thoái vị thôi. Đường Băng Vân, thế càng hay chứ sao ạ? Một khi linh khí hồi phục thì người bình thường cũng có thể trở thành thiên tài, các cường giả trước đang mạnh có thể lại là bình thường, chỉ còn cách làm như lời Ngô Bình nói thì chúng ta mới có thể hồi sinh. Đường Thiên Tuyệt, được rồi, để ông suy nghĩ thêm đã. Ngô Bình ngồi lại thêm một lúc rồi ra về, tuy đã lâu không về đây, nhưng nhà cửa vẫn rất sạch sẽ, vì thường xuyên có người đến quét dọn. Các người quen cũ đều lần lượt đến chào hỏi, ví dụ như Lam Thủy Nguyệt, Đường Hy, Đường Huyền, Đường Hồng Y và Long Cương. Đường Băng Vân cho người mở tiệc để vừa ăn vừa trò chuyện với mọi người. Khi họ đang dự tiệc thì chợt có động đất, rượu trong chén cũng đổ cả ra ngoài. Nhưng ngoài Ngô Bình ra thì tất cả mọi người hình như đều quen với chuyện này rồi. Ngô Bình tò mò hỏi, có chuyện gì thế? Đường Hy, Thiếu Tôn, một tháng trở lại đây tình trạng này thường xuyên xảy ra. Ban đầu, chúng tôi còn hoang mang, tưởng có chuyện gì. Nhưng tình trạng ấy cứ liên tục diễn ra nên bọn tôi cũng quen rồi. Hôm nào mà không động đất vài lần, khéo chúng tôi mới thấy lạ đấy. Ngô Bình, tại sao lại có động đất, mọi người có biết lý do không? Lam Thủy Nguyệt, không, cảm giác như nó xuất phát từ dưới lòng đất, nhưng lại không hẳn là động đất. Cách đây không lâu, môn chủ từng đi kiểm tra rồi nhưng không thấy gì. Đường Băng Vân, chồng,
anh từng bảo không gian gập sẽ mở, có khi nào quá trình ấy dẫn đến động đất không? Ngô Bình, theo lý thuyết thì là vậy. Đường Hy, nếu thế thì sắp có một không gian gập mở ở gần đây ư? Ngô Bình, có hay không thì phải chờ nó mở mới biết được, chúng ta uống tiếp đi, uống xong rồi tôi đi xem. Đúng lúc này, chợt có một người xuất hiện, đó là Đường Thiên Hạc. Vừa gặp Ngô Bình, ông ấy đã cúi người hành lễ, thiếu tôn. Ngô Bình cười nói, mời ngồi. Bữa tiệc kéo dài đến 2 giờ sáng thì mọi người mới giải tán, cuối cùng chỉ còn Đường Thiên Hạc ở lại. Ngô Bình nói, Băng Vân, em đi nghỉ đi. Đường Băng Vân gật đầu rồi về phòng trước. Ngô Bình và Đường Thiên Hạc ở lại đại sảnh, Ngô Bình nói, diễn sâu phết nhỉ. Đường Thiên Hạc chớp mắt hỏi, thiếu tôn nói vậy là sao? Ngô Bình, thật ra tôi đã biết ông không phải Đường Thiên Hạc từ lâu rồi. Đường Thiên Hạc bật cười nói, nếu tôi không phải Đường Thiên Hạc thì là ai chứ? Ngô Bình, ông là ai thì tự ông rõ. Đường Thiên Hạc nâng chén rượu lên uống rồi nói, rượu nhân gian đúng là ngon thật. Ngô Bình híp mắt nói, rượu nhân gian, ông đến từ tiên giới ư? Đường Thiên Hạc, tiên giới, làm gì có, nếu tôi ở tiên giới thì sao phải che giấu thân phận của mình? Ngô Bình, rốt cuộc ông là ai? Đường Thiên Hạc thở dài nói, xem ra không giấu được nữa rồi. Được, tôi sẽ nói cho cậu biết. Ông ấy đặt chén rượu xuống, ngay sau đó khí tức đã thay đổi, một luồng áp lực khủng khiếp khiến Ngô Bình gần như không thể thở được. Không khí ở xung quanh giường như cũng đông cứng lại, bầu trời tối đi, đến côn trùng cũng ngừng kêu. Ngô Bình híp mắt lại, anh thấy luồng khí tức này rất quen thuộc, nó giống của Đế Tân, vậy thì Đường Thiên Hạc chính là một tà ma. Cậu có biết địa phủ không, ông ta hỏi. Ngô Bình, có, ông là người của địa phủ à? Người kia, truyền thuyết của nhân gian kể địa phủ có mấy loại người, cậu có biết không? Ngô Bình, hắc bạch vô thường, đầu trâu mặt ngựa. Ông ta cười lớn nói, đó chỉ là thuộc hạ của tôi thôi. Ngô Bình, ông là phán quan. Ông ta hừ nói, cậu không thể đoán cao hơn được à? Ngô Bình trợn tròn mắt, ông là Diêm Vương ư? Người kia thở dài rồi nói, đúng, tôi chính là Diêm Vương trong truyền thuyết đây, tuy nhiên chỉ là một hóa thân thôi. Ngô Bình chợt hiểu ra, âm phủ mà người này nói chính là một nơi trong truyền thuyết, chứ không phải tổ chức tà ma có tên là địa phủ. Anh vô cùng chấn động nói, âm phủ chỉ có trong truyền thuyết thôi mà. Lẽ nào có thật ư? Anh đã đọc rất nhiều sách cổ, bên trong không có ghi chép về địa phủ, vì thế anh tưởng đó chỉ là truyền thuyết nhân gian mà thôi. Đường Thiên Hạc nhìn anh rồi hỏi, cậu nghĩ ông trời có tồn tại không? Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, tồn tại trong tim mỗi người. Đường Thiên Hạc gật đầu, đúng, ai cũng có một tín ngưỡng và tin ông trời là có thật. Cùng lẽ đó, Tây Lan giáo và Tây Phương giáo cũng có thần linh của mình, họ cũng tin thần của mình là có thật. Ngô Bình đã hiểu ý của ông ta, cho nên âm phủ cũng tồn tại ư. Đường Thiên Hạc gật đầu, người tin âm phủ có tồn tại thì ở thế giới nào cũng có, mà một khi đã có nhiều người tin một thứ gì đó tồn tại thì nó sẽ xuất hiện thật. Vì thế, bỗng dưng có một ngày âm phủ xuất hiện. Mà Diêm Vương là tôi đây cũng thế. Ngô Bình cau mày, tín ngưỡng của người bình thường thì sao đủ để tạo thành âm phủ được? Đường Thiên Hạc, chỉ có tín ngưỡng thì đương nhiên không thể, nhưng nếu có thêm cơ duyên thì lại rất dễ. Sau đó, ông ta đã giải thích cho Ngô Bình biết về sự ra đời của âm phủ. Thì ra, trong vũ trụ bao la đã sinh ra rất nhiều sinh linh mạnh mẽ, trong đó có một sinh linh vô cùng mạnh, nó không có hình dạng. Chỉ có trạng thái năng lượng và trôi nổi trong vũ trụ rất nhiều năm. Bỗng một lần, khi nó đi ngang qua bầu trời của trái đất, vô tình đã tiếp xúc với một ý chí có liên quan đến âm phủ. Sau đó, một sợi dây liên kết thần kỳ đã được sinh ra, sinh linh kia đã hấp thu ý niệm của rất nhiều người, tuân theo suy nghĩ công bằng nhất của nhiều người, nó đã mở ra một thế giới trong hư không bằng một cách siêu phàm. Đó chính là cõi âm, hay còn được gọi là âm phủ. Thực lực của sinh linh này mạnh hơn Đại La Kim Tiên nhiều, vì thế cõi âm mà nó mở ra còn bất tận hơn cả tiên giới. Nghe xong, Ngô Bình hỏi, ông chính là sinh linh ấy à? Đường Thiên Hạc xua tay, tôi được tạo thành từ chí ý của tất cả mọi người, cậu có thể hiểu là tôi là sự hiển linh cho ý chí của chúng sinh. Ngô Bình, ông là Diêm Vương thì đến nhân gian làm gì? Hơn nữa còn trốn trong thân xác của Đường Thiên Hạc. Diêm Vương nói, vì tôi phải trấn thủ ở đây. Ngô Bình, trấn thủ ở đây. Diêm Vương, đúng thế,
chắc cậu cũng cảm nhận được cơn động đất ban nãy rồi. Đó là vì đường của cõi âm sắp mở, đến lúc đó tất cả yêu ma quỷ quái sẽ xuống cõi âm tu hành. Ngô Bình ngạc nhiên nói, thì ra là cõi âm sắp mở cửa. Diêm Vương, tôi thủ ở đây là để chọn người đại diện. Ngô Bình hỏi, người đại diện gì? Năm thứ nhất, chỉ có 10.000 người được vào cõi âm. Ai được vào và vào khi nào sẽ do người đại diện mà tôi chọn quyết định, ông ta đáp. Ngô Bình, xuống sớm thì có lợi ích gì? Diêm Vương, tôi đã nói rồi, cõi âm là do sinh linh siêu mạnh tạo ra, ở đó có rất nhiều thiên tài địa bảo. Ai xuống đầu tiên, sẽ lấy được bảo bối. Ngô Bình sáng mắt lên, ở đó cũng có bảo bối ư. Đương nhiên, Diêm Vương nói, không những có, mà còn nhiều là đằng khác. Ngô Bình, tôi xuống được không? Diêm Vương cười nói, được chứ. Ngô Bình, giờ ở dưới đấy chưa có ai à? Có rồi, cõi âm mà con người tưởng tượng thế nào thì cõi âm thật là như thế, ông ta nói. Ngô Bình, nói thế là dưới đấy có đầu trâu mặt ngựa à? Ừ. Có 18 tầng địa ngục không? Có. Có địa tạng Bồ Tát không? Có. Ngô Bình hỏi tiếp, thế ông chọn được đại diện chưa? Đường Thiên Hạc cười nói, là cậu đấy. Ngô Bình thở dài hỏi, sao ông lại chọn tôi? Diêm Vương, cậu là người thích hợp nhất trong số tất cả những người tôi gặp. Thực lực mạnh, có tiền đồ, hơn nữa vận khí lại tốt. Ngô Bình, 10.000 người được xuống cõi âm là người sống hay người chết? Diêm Vương, đương nhiên là hồn phách của người chết rồi. Tác dụng của âm phủ là luân hồi, người chết xuống đó xong sẽ lựa chọn chuyển kiếp đầu thai dựa trên công đức tích được trên nhân gian. Ngô Bình trầm mặc một lát rồi nói, tôi đồng ý, nhưng nếu tôi làm người đại diện cho ông thì sẽ được lợi lộc gì? Diêm Vương, cậu sẽ lấy được âm đức. Ngô Bình, âm đức, thứ đó có tác dụng gì? Diêm Vương, từ khi thành lập, âm phủ đã có quyền lực tối cao. Sau này, ngoài Đại La Kim Tiên ra thì tất cả người chết xuống đó rồi đều phải đi đầu thai hết. Còn âm đức có thể hoán đổi tuổi thọ với âm phủ. Ngô Bình ngạc nhiên, ý của ông là những người dưới cấp kim tiên thì chết xong đều phải xuống âm phủ ư? Diêm Vương, đương nhiên, âm phủ đã mở rồi thì người tín ngưỡng sẽ ngày một nhiều hơn, tầm ảnh hưởng cũng sẽ ngày càng lớn mạnh. Chẳng bao lâu nữa, chúng sinh ở tam giới chết xong đều phải xuống âm phủ. Bấy giờ, Ngô Bình mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Anh cười lạnh nói, việc này quan trọng như vậy, chắc ông không chỉ tìm đến một mình tôi đúng không? Diêm Vương, dĩ nhiên, sau này tôi sẽ tìm thêm nhiều người đại diện nữa. Ngô Bình, làm công việc này có gặp nguy hiểm không? Diêm Vương, có chứ, người ở tiên giới hay kể cả Côn Luân đều không muốn âm phủ xuất hiện, vì đâu ai ghi tên lên cuốn sổ sinh tử. Ngô Bình, có sổ ấy thật à? Diêm Vương, đó là một món bảo vật cấp thiên tiên, hiện tại đang trong quá trình thai dưỡng, còn 93 ngày nữa mới ra đời. Ngô Bình, cuốn sổ này có thể nắm giữ tính mạng của chúng sinh trên đời hay sao? Diêm Vương, đúng, khi nào âm phủ đủ mạnh thì sẽ là như thế. Ngô Bình, vậy chứng tỏ là giờ chưa làm được, đúng không? Diêm Vương, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ngô Bình, được rồi, giờ ông nói cho tôi biết nhiệm vụ của người đại diện đi. Diêm Vương, đó là bảo vệ đường đi, ngoài những người được cậu chọn ra, không ai được xuống âm phủ nữa. Ngô Bình, chuyện này không khó, dẫu sao người khác cũng không biết lối này dẫn xuống âm phủ, ai cũng tưởng là một không gian gập nào đó. Diêm Vương, ngoài ra, trong vòng một năm, cậu phải tìm được 10.000 âm hồn để dẫn họ xuống âm phủ. Ngô Bình, cái này cũng đơn giản. Diêm Vương, tạm thời chỉ có hai việc đó thôi. Ngô Bình, được, tôi đồng ý. Diêm Vương cười nói, đây là phù chiếu của âm phủ. Cậu đưa nó cho ai thì người đó được xuống âm phủ năm đầu tiên. Ngô Bình nhận lấy thì thấy đó là một tệp giấy, bên trên còn có một cái bút. Anh cất đi rồi hỏi, khi nào âm phủ mở? Diêm Vương, chưa đến 2 năm nữa, còn cụ thể là ngày nào thì tôi không rõ. Vì thế trong khoảng thời gian này, cậu có thể chọn mục tiêu trước. 2 năm thì thoải mái, Ngô Bình gật đầu, tôi hiểu rồi. Dứt lời, Đường Thiên Hạc chợt dùng mình một cái. Sau đó đôi mắt mờ mịt hỏi Ngô Bình, cậu là ai? Ngô Bình chẳng buồn giải thích, sau đó gọi luôn Đường Thiên Tuyệt đến để dẫn em trai mình rời đi. Đường Thiên Hạc đi rồi, Đường Băng Vân mới đi ra hỏi, có chuyện gì thế anh? Ngô Bình kẻ tóm tắt lại, Đường Băng Vân kinh ngạc nói, âm phủ.
Ngô Bình, em đừng kể cho ai biết chuyện này. Đường Băng Vân, em biết rồi, em sẽ không kể cho ai đâu. Thật ra, Ngô Bình vẫn còn hơi sốc với chuyện này. Tuy còn gần 2 năm nữa thì âm phủ mới mở nhưng kiểu gì cũng có nhiều chuyện xảy ra, anh phải suy tính trước mới được. Người của gia tộc Thần Công có đồng ý không, anh hỏi. Đường Băng Vân, em đã hẹn Lỗ Mộc Trực của gia tộc ấy rồi, anh ta bảo mai sẽ tới gặp chúng ta. Tối đó, Ngô Bình luyện công ở đường Gia Bảo, tiện thể chỉ dẫn cho Đường Băng Vân tu hành. Sáng sớm hôm sau, khi anh đã thưởng thức bữa sáng do Đường Băng Vân làm thì có hai người đàn ông lạ mặt đi vào. Họ mặc đồ không giống thời hiện đại, mà mang hơi hướng cổ xưa. Tuổi tác của họ cũng không lớn, trông không quá 30 tuổi. Nơi này là trung tâm của đường môn nên người ngoài không thể vào được, vì thế họ vừa đến đã bị các đệ tử của đường môn chặn lại hỏi. Hai người đến đây làm gì? Một người hỏi. Người đàn ông mỉm cười đáp, chúng tôi đến tìm Đường Băng Vân. Các đệ tử ngơ ngác nhìn nhau, anh quen cô chủ à? Người đàn ông gật đầu, đúng. Phiền dẫn đường. Đệ tử kia, anh chờ ở đây một chút, để tôi đi thông báo. Nhưng một người khác đã nổi nóng, ai rảnh đâu mà chờ, dẫn đường đi. Đệ tử của đường môn nhíu mày nói, này anh bạn, đây là địa bàn của đường môn, anh ăn nói cho cẩn thận. Chết đi. Một đường kiếm bay lên từ sau lưng người đó, ánh kiếm lóe lên, đầu của đệ tử kia đã rơi xuống đất, má phun xa mấy mét. Những người còn lại đều hoảng hốt rồi lùi lại. Người kia lạnh lùng nói, dẫn đường. Lúc hắn lên tiếng, đường kiếm đã ngự sẵn trên không chờ giết người. Các đệ tử của đường môn không hề sợ hãi mà nói, dám giết đệ tử của đường môn, hai người đừng hòng rời khỏi đây. Ngô Bình đang ăn sáng thì cảm nhận được một đường kiếm, anh dậm chân rồi xuất hiện ngay ở hiện trường cùng Đường Băng Vân. Anh vừa xuất hiện, các đệ tử khác đều nói ngay, thiếu tôn, hai người này vừa tới đã giết người. Sau đó bắt chúng thuộc hạ dẫn đi gặp cô chủ. Ngô Bình liếc nhìn hai người đó thì thấy một người ở cảnh giới chân quân thần hóa, một người thì là tiên quân Long Môn. Tu vi của cả hai không thấp, rõ ràng có nền móng vững hơn các tiên quân, chân quân bình thường ở địa tiên giới. Anh hỏi, hai anh là người của tiên giới à? Người xuất kiếm lạnh giọng đáp, cũng tinh mắt đấy, chúng tôi là đệ tử của thần thổ thông thiên, phụng mệnh đến dẫn Đường Băng Vân tới thần thổ thông thiên tu luyện. Ngô Bình lạnh mặt nói, nếu thế thì tại sao lại giết người? Người kia, chỉ là một lũ kiến hôi thôi mà, giết rồi thì đã sao? Nếu cậu còn nhiều lời nữa thì tôi tiễn cả cậu luôn đấy. Ngô Bình đã là một nhân vương nên nào nhịn được cơn tức này, anh hừ nói, anh tiễn thử tôi xem. Người kia hừ lạnh một tiếng rồi vung kiếm về phía đầu Ngô Bình. Nhưng ngay sau đó, đã có một quyền ấn đập trúng bụng hắn. Quỳnh! Quyền đó đấm xuyên qua ngực người đàn ông, tạo thành một vết thương đáng sợ, tim cùng các nội tạng khác đều dập nát rồi rơi xuống đất. Nguyên anh của hắn vừa bay ra đã bị một bàn tay khổng lồ được ngưng tụ từ pháp lực bắt lấy, sau đó ném vào lò luyện minh thần để luyện hóa nguyên anh đan. Người còn lại sợ tái mặt đứng im tại chỗ, gã đã gặp nhiều thiên tài rồi, nhưng kiểu khủng bố như Ngô Bình thì mới gặp lần đầu. Gã biết mình chỉ cần nhúc nhích một cái là Ngô Bình sẽ giết gã ngay. Bấy giờ, Ngô Bình mới nhìn người ngã dưới đất rồi nói, anh là đệ tử của thần thổ thông thiên à? Người này vội vã đáp vâng, tôi là Vệ Bân, là đệ tử của Chu Tước Viện thuộc thần thổ thông thiên. Tôi phụng mệnh viện chủ tới đón sư muội Băng Vân đến tiên giới. Ngô Bình, Chu Tước Viện, đó là nơi nào vậy? Vệ Bân đáp, thần thổ thông thiên lập nên các viện phủ ở khắp nơi. Chu Tước Viện là một chi nhánh nhỏ ở tiên giới. Ngô Bình cau mày. Không phải cô ấy nên tới nhánh chính của thần thổ thông thiên sao? Vệ Bân, đây là sắp xếp của viện chủ. Ngô Bình, sao viện Chu Tước tại sao lại muốn cô ấy tới sớm thế? Vệ Bân, bởi vì sau 3 tháng nữa, 4 viện ba tông của thần thổ thông thiên sẽ thi đấu với nhau. Viện Chu Tước muốn sư muội đại diện cho viện tham gia. Ngô Bình cười lạnh, đối thủ của viện Chu Tước đó lai lịch thế nào? Vệ Bân vội vã đáp, hắn ta tên là Du Bác. Là con trai trưởng lão Du thuộc viện Chu Tước. Hắn ta quen thói giết chóc, đến tôi cũng không dám chọc vào. Ngô Bình, vậy trưởng lão Du tu vi ra sao? Vệ Bân, trưởng lão Du Sơn Tùng là tiên quân cảnh giới bất tử. Ngô Bình đáp, anh về nói với họ, Băng Vân vẫn chưa trở thành địa tiên, tạm thời không thể đến thần thổ thông thiên được. Đường Băng Vân biết thần thổ thông thiên rất mạnh,
cô không muốn Ngô Bình vì chuyện này mà đắc tội với họ nên nói, chồng à, đằng nào cũng phải đi thì giờ em tới đó luôn cũng được. Ngô Bình đáp, viện chu tước không thể bằng trụ sở chính. Để anh nghĩ cách. Đường Băng Vân cười đáp, không phải ở đâu cũng giống nhau sao? Sau đó cô hỏi, vệ sư huynh, cả bốn viện và ba tông đều không ở nhánh chính à? Vệ Bân đáp, đúng vậy sư muội, trụ sở chính nằm ở chốn hồng hoang, bốn viện và ba tông thì giải rác ở nơi khác. Đường Băng Vân, vậy tôi đi cùng anh. Ngô Bình hơi cau mày, nói, Băng Vân, em không cần tới đó ngay lúc này. Đường Băng Vân cười đáp, đi sớm hay đi muộn thì có gì khác nhau đâu chứ. Hơn nữa, không phải kiểu gì anh cũng tới tiên giới và hồng hoang sao. Ngô Bình trầm ngâm một lát rồi đáp, vậy được, trong vòng một năm anh sẽ tới đó tìm em. Vệ Bân thở phào nhẹ nhõm, nếu Ngô Bình không để Đường Băng Vân đi thì hắn cũng hết cách. Ngô Bình nhìn Vệ Bân, nói, tôi tên Lý Huyền Bình, đồ tôn của chân tiên Lã Thuần Dương. Nếu họ dù đó muốn báo thù thì bảo cứ đến tìm tôi. Có điều nếu ông ta dám động tới sợi tóc của Băng Vân thì tôi sẽ đuổi giết đến viện chu tước, diệt luôn nhà họ Du. Nghe sư tổ của Ngô Bình là chân tiên thì Vệ Bân giật nảy mình, vội vã đáp, hóa ra là cậu Lý, thất lễ rồi. Danh tiếng của chân tiên Thuần Dương làm gì có ai không biết tới. Trưởng lão Du mặc dù là trưởng lão của thần thổ thông thiên nhưng tuyệt đối không dám đắc tội với chân tiên, cho nên cậu cứ yên tâm. Ngô Bình lấy ra một lá bùa đưa tin đưa cho Đường Băng Vân. Nói, Băng Vân, nếu em gặp nguy hiểm, có thể dùng lá bùa này liên lạc với thân công nam tinh của thần thổ thông thiên. Đó là bạn của anh. Nghe thấy thế, Vệ Bân cũng giật mình, cậu chủ Lý biết thế tử nam công sao? Ngô Bình, anh cũng biết người đó à? Vệ Bân cười khổ, gia tộc nam công là gia tộc thiên phẩm của thần thổ thông thiên. Cháu chắt gia tộc thân công lại càng là thiên tài trẻ tuổi số một. Như vậy sao tôi có thể không biết tới được chứ? Ngô Bình, thế gia thiên phẩm hình như khá có thế lực nhỉ. Vệ Bân, đương nhiên rồi, thực ra đằng sau bốn viện ba tông đều có bóng dáng các gia tộc lớn. Trước đó lúc Ngô Bình buôn chuyện với thân công nam tinh cũng biết được một chút. Ở chỗ thần thổ thông thiên không chỉ có một thế lực mà có rất nhiều thế lực tạo thành. Thế gia thân công là một thế lực khá mạnh. Anh hỏi, anh Vệ, mời vào nhà ngồi chơi. Sau khi đã gọi Vệ Bân vào nhà, Ngô Bình gọi Đường Băng Vân vào phòng đọc sách. Anh nói, Băng Vân, chuyến này đi em nhất định phải bảo vệ tốt bản thân. Đường Băng Vân cười đáp, em biết rồi mà, dù gì em cũng là võ quân, sang đó cũng là thiên tài trong đám đệ tử. Người bình thường đều sẽ không dám đắc tội với em. Ngô Bình lấy ra một cái hộp tròn màu đen, đây là pháp khí không gian, có thể tạo nên một vòng tròn màu đen, nối liền với không gian ở xa. Đường Băng Vân nhận lấy cái hộp, cười nói, em biết anh lo cho em, nhưng yên tâm đi chồng ơi. Không có ai bắt nạt được em đâu. Ngô Bình lại đưa cho cô ấy ba quả hồ lô thuốc, nói, ba quả hồ lô thuốc này có thể lần lượt uống lúc em đột phá lên cảnh giới địa tiên, chân quân nguyên bối và cảnh giới long môn. Sau đó anh lại lấy ra một quả thần thái nhất, nói, đây là quả thần thái nhất, đợi em thành địa tiên rồi, lúc ngưng tụ nguyên thần nhớ uống quả này vào. Nó sẽ rất tốt cho nguyên thần của em. Sau cùng, anh đưa cả cánh tay của nhân vương bảo tàng mà anh có được. Roi gia thú, đoàn kiếm và 10 cái ấn khác cho cô. Ngoài ra, tất cả tiền báu anh có cũng đưa hết cho cô. Đường Băng Vân cười khổ, chồng à, anh đưa hết gia tài cho em rồi thì anh phải làm sao? Ngô Bình, anh còn nhiều lắm, em chỉ cần mang theo những thứ này là được. Nhớ là khi đến đó phải cố gắng thể hiện tài năng của mình. Trong thời gian ngắn anh sẽ không thể đến tìm em nhưng thông qua thân công nam tinh có thể gửi cho em ít đồ. Em có việc gì hãy nói với thân công nam tinh để liên lạc với anh. Đường Băng Vân gật đầu, em biết rồi anh yêu. Ngô Bình còn dặn dò thêm một lúc nữa rồi mới ra ngoài gặp Vệ Bân. Anh nói, anh Vệ, Băng Vân đến đó chân ướt chân ráo, vẫn phải nhờ anh chăm sóc cô ấy rồi. Anh ta vội vã đáp, cậu Lý yên tâm, sư muội là thiên tài, sang bên đó sẽ thành báu vật của viện chu tước. Sẽ không ai dám bắt nạt cô ấy đâu. Dù Ngô Bình có không nỡ đến đâu thì vẫn phải để Đường Băng Vân đi. Hai tiếng sau, cuối cùng Đường Băng Vân cũng rời đi cùng Vệ Bân. Lúc cô ấy đi, Đường Thiên Tuyệt và những người khác ra tận cổng thị trấn tiễn. Hai người họ đi xa dần rồi hoàn toàn khuất bóng. Đường Thiên Tuyệt khẽ thở dài nói, từ biệt chuyến này không biết khi nào mới được gặp lại. Ngô Bình, ông à, những việc cần dặn dò cháu đều dặn dò cả rồi.
Sau này cháu sẽ soạn cả giáo trình gửi qua cho cô ấy. Không lâu sau, Ngô Bình cũng rời Đường Môn để về nhà. Đường Băng Vân đi tới tiên giới, tâm trạng anh không được tốt nên Ngô Bình vừa về đã đi tìm Thiên Chủ Thanh Tuyết. Tâm trạng không tốt sao? Thiên Chủ Thanh Tuyết nhìn anh cười hỏi. Anh đáp, Thiên Chủ có hiểu nhiều về thần thổ thông thiên không? Thiên Chủ Thanh Tuyết, nó là do một kim tiên đại la lão tổ thông thiên tạo ra. Ở chỗ đó đã sinh ra rất nhiều thiên tài, có thể coi là đỉnh cao chốn hồng hoang. Thiên Chủ Thanh Tuyết nhìn anh hỏi, cậu có hứng thú với nơi đó sao? Ngô Bình, sớm muộn gì tôi cũng tới đó một chuyến. Thiên Chủ Thanh Tuyết, nếu cậu chọn đến đó tu luyện cũng không tệ. Có điều nơi đó coi trọng xuất thân. Một người ngoài như cậu chỉ sợ vào đó sẽ khó xoay sở. Trừ khi cậu có đủ tư chất, khiến đám người đó phải coi trọng cậu. Ngô Bình, khi thành địa tiên cảnh giới linh biến rồi sẽ lập tức tới đó. Thiên Chủ Thanh Tuyết, khi linh khí được phục hồi, thế giới này sẽ còn quan trọng với cậu hơn hồng hoang và tiên giới. Ngô Bình, thế nên cô mới hạ phàm, mục đích là để tản đi một ít khí vận sao? Thiên Chủ Thanh Tuyết cười đáp, đương nhiên. Chỉ là tôi không thể ngờ lại gặp phải tên quái nhân như cậu. Ngô Bình, tôi cũng không ngờ sẽ gặp một vị thiên chủ tiên giới ở đây. Thiên Chủ Thanh Tuyết, nói chuyện chính đi, ngày mai tôi sẽ đột phá cảnh giới Long Môn, cần cậu giúp đỡ. Đột phá Long Môn có nghĩa là một bước tiến quan trọng từ cảnh giới chân quân lên tiên quân, hay chính là cảnh giới thứ nhất của giai đoạn động tàng của địa tiên. Một khi đột phá được cảnh giới này thì sẽ như cá chép hóa rồng. Cơ thể và nguyên anh đều sẽ lột xác. Ngô Bình đã đọc Thiên Kiêu Bảo sách nên biết cảnh giới địa tiên có vài tầng cảnh giới nhỏ vô cùng quan trọng, ví dụ như Long Biến, Kết Thai, Long Môn và Động Thiên. Trong đó thì Long Môn là cảnh giới quan trọng nhất. Bảo sách đó dùng đơn vị thước để đánh giá về mức độ lột xác của cảnh giới Long Môn, thước càng cao thì lột xác càng triệt để. Nếu dưới một thước thì quá tầm thường, không có gì đáng nói hết. Từ một thước đến hai thước thì là tiên quân bình thường. Nếu có thể trên hai thước thì là người có tư chất, nếu trên được ba thước dưới bốn thước thì là thiên tài. Từ xưa đến nay, cứ trên ba thước thì được gọi là nhân tài rồi. Tuy nhân tài không nhiều, nhưng năm nào cũng có. Chỉ có những ai vượt trên năm thước mới được gọi là thiên kiêu. Một khi các thiên kiêu vượt trên năm thước thì có thể lột xác vô cùng mãnh liệt, quá trình này còn có tên là Long Biến. Long Biến có ba bước, bao nhiêu lâu nay người có thể tiến vào bước đầu tiên cực kỳ hiếm. Còn đến được bước thứ hai thì tìm mỏi mắt mới thấy, hầu hết đều là các nhân vật lừng lẫy thời cổ. Đến bước thứ ba thì chưa từng có ai làm được. Ngô Bình biết tầm quan trọng của cảnh giới này nên hỏi, lẽ nào cô cũng cố ý hạ phàm như nhiều người khác, mục đích là để tu luyện lại từ đầu. Thiên Chủ Thanh Tuyết, có đúng vậy hay không quan trọng lắm à? Ngô Bình gật đầu, đương nhiên, Long Biến có ba bước, cô đã tới được bước nào chưa? Thiên Chủ Thanh Tuyết, chưa. Tôi mới được bốn thước chín, còn thiếu một chút nữa. Ngô Bình, tiếc thật. Thiên Chủ Thanh Tuyết, có gì đâu mà tiếc, nếu thành công thì vẫn sẽ thành công thôi. Ngô Bình, cô muốn tôi giúp cô thế nào? Thiên Chủ Thanh Tuyết cười nói, tôi cần một loại đan dược kích thích tiềm năng, cậu giúp được không? Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, đan dược ấy thì tôi có, nhưng nếu uống vào thì sẽ có tác dụng phụ đấy. Thiên Chủ Thanh Tuyết, thế cũng được. Ngô Bình gật đầu, được rồi, lát nữa, tôi sẽ luyện chế cho cô. Thiên Chủ Thanh Tuyết, khi nào tôi bắt đầu bước vào giai đoạn Long Biến, kiểu gì cũng có người đến hãm hại, đến lúc ấy cậu phải bảo vệ tôi đấy. Ngô Bình, biết rồi, tôi sẽ mời bạn tôi đến bảo vệ cô. Thiên Chủ Thanh Tuyết cười nói, có thêm một người bạn như cậu làm tôi yên tâm bao nhiêu. Ngô Bình, Long Biến xong chắc thực lực của cô không kém gì thiên tiên đâu nhỉ. Thiên Chủ Thanh Tuyết. Long Biến chỉ là tạo dựng nền móng thôi, muốn bùng nổ thực lực thì phải chờ đến cảnh giới động thiên. Ngô Bình gật đầu, cô yên tâm, chuyện ngày mai cứ giao cho tôi. Ngô Bình rời khỏi nhà của Thiên Chủ Thanh Tuyết xong thì đi gom dược liệu ngay, anh dùng máu rồng làm thuốc dẫn, sau đó đã luyện chế ra một lò đan dược kích thích tiềm năng có tên là Âm Dương Đại Tiềm Năng Đan. Loại đan dược này có thể kích thích tiềm lực của người khác lên cao gấp 10 lần. Ngô Bình luyện chế được 3 viên đan dược. Sau đó anh lấy 2 viên cùng 1 viên thần linh đan, 2 viên nguyên anh đan rồi đưa cho Thiên Chủ Thanh Tuyết. Nếu uống 1 viên đại tiềm năng đan xong mà không có tác dụng thì cô có thể uống thêm nguyên anh đan và thần linh đan, chờ thực lực hồi phục rồi hãy uống tiếp viên đại tiềm năng đan thứ 2, như vậy sẽ có cơ hội hơn.
Thiên chủ Thanh Tuyết vô cùng cảm kích, nhưng không lên tiếng cảm ơn mà nói, tôi biết rồi. Ngô Bình nghỉ ngơi một lát, sau khi trời sáng thì anh đến chùa Đại Thiền để mời Đại sư Liễu Duyên tới, sau đó lại đến tiên cảnh Thái Thanh để mời Long Thanh Khâm. Có hai vị cao thủ này thêm Đại Cần Côn Ngô nữa thì đó ai làm gì được Thiên chủ Thanh Tuyết. Long Thanh Khâm cười nói, ai đột phá cảnh giới mà cần cả hai chúng tôi bảo vệ một lúc thế này. Ngô Bình, một người bạn có tư chất phi phàm của tôi. Liễu Duyên, nhị đệ, chỉ là cảnh giới Long Môn thôi mà, làm gì mà quan trọng hóa vấn đề lên thế. Ngô Bình, đúng là cảnh giới này không có gì, nhưng cô ấy muốn Long Biến. Long Thanh Khâm tò mò hỏi, Long Biến ư, là muốn biến thành rồng á? Liễu Duyên đã biết nên nói, Long Biến chắc giống thánh biến của Phật Môn đúng không? Ngô Bình, các cách tu luyện trên đời đều có liên quan đến nhau nên đương nhiên hai cách trên cũng có điểm trùng hợp. Nhưng Long Biến không phải biến thành rồng, mà là khiến tiềm năng trong cơ thể trở nên mạnh mẽ như rồng, từ đó sẽ có tiềm lực vô hạn và tiềm năng bất tận. Long Thanh Khâm, mạnh như rồng ư, thế thì lợi hại thật, bạn của anh đúng là không đơn giản. Liễu Duyên, cho nên khi cô ấy đột phá sẽ có nhiều quỷ thần ganh ghét và muốn hãm hại. Ngô Bình, đúng thế. Cho nên tôi mới mời hai người đến hỗ trợ. Long Thanh Khâm cười nói, đương nhiên là được, nhưng anh đã tìm thấy dược liệu để luyện chế thuần huyết đan mà tôi nhờ chưa? Ngô Bình, tôi ăn may nên mới tìm thấy một thần quả thái ất, dược lực của loại quả này có thể dùng để luyện chế thuần huyết đan. Chờ cô ấy đột phá Long Môn xong thì tôi sẽ luyện chế đan dược cho cô. Long Thanh Khâm, có một người bạn là thầy luyện đan tuyệt đỉnh như anh sướng thật đấy. Liễu Duyên cười nói, nhị đệ. Nếu rảnh thì cậu cũng luyện chế cho anh ít đan dược đi. Ngô Bình đương nhiên không từ chối. Đến giữa trưa, Thiên chủ Thanh Tuyết đã ngồi xếp bằng trong đình viện, sau đó bắt đầu đột phá cảnh giới. Ngô Bình, Long Thanh Khâm và Liễu Duyên chia nhau đứng ở ba vị trí để bảo vệ cô ta. Không lâu sau, có một đám mây đen cực lớn đã che lấp cả bầu trời. Sau đó như có tiếng ma quỷ gào khóc truyền từ phía xa đến. Âm thanh này xuất hiện ở khắp mọi nơi. Sau đó tiến vào thần hồn của Thiên chủ Thanh Tuyết, khiến cô ta rất nhức đầu. Đột nhiên có tiếng thiền kinh vang lên, đó là Ngô Bình đang thi triển bàn nhược thiền công, để áp chế những âm thanh của tà môn mạt đạo. Bấy giờ, Thiên chủ Thanh Tuyết mới uống một viên âm dương đại tiềm năng đan để bắt đầu vượt cảnh giới. Ngô Bình nhìn thấy cô ta không ngừng tích tụ sức mạnh trong cơ thể. Một phút, 10 phút, 30 phút, Thiên chủ Thanh Tuyết vẫn ngồi im bất động. Nhưng thật ra cơ thể cô ta hiện giờ đang có sự thay đổi rất lớn. Đột nhiên có một cái móng vuốt khổng lồ màu đen có đầy vảy bay tới, phía sau nó là một bóng đen to lớn lúc ẩn lúc hiện. Biến! Liễu Duyên hừ một tiếng rồi hô lên, một bàn tay Phật màu vàng đã chặn cái móng vuốt ấy lại, hai bên va chạm với nhau trên không trung. Tiếp đó, lại có một đường kiếm bay từ đâu tới với sát khí ngất trời. Long Thanh Khâm hét lên rồi biến ra một cái móng rồng với long uy đáng sợ để cản đường kiếm ấy lại. Phía nam lại vang lên tiếng trống, mỗi tiếng trống như đang đập vào tim người ta, khiến ai cũng muốn phát điên. Ngô Bình híp mắt lại, sau đó dốc toàn lực thi triển thần bùa thái ất rồi hét lên, phá. Ngay sau đó đã có một đường kiếm còn sáng hơn ánh mặt trời dài cả chục nghìn mét đã bay về phía nam. Đường chém này vượt qua cả nghìn cây số để chém tới một hòn đảo ở Nam Hải. Lúc này, có một ông lão không rõ theo đạo nào đang ở đây. Ông ta mặc quần áo rách rưới, cổ treo đầy đầu lâu khô, trước mặt ông ta có một cái trống đang bay lơ lửng, ông ta đang tung từng cú đấm vào mặt trống. Đột nhiên có một đường kiếm bay tới, ông lão vội né đi, nhưng cái trống đã bị đường chém bổ làm đôi. Ông ta thở dài nói, thôi xong, dứt lời, ông ta lập tức biến mất. Tiếp đó, lại có một đám mây đỏ bay từ phía bắc tới. Trên đó là vô vàn các con mắt màu đỏ đẫm máu, đảm bảo ai nhìn thấy cũng phải khiếp sợ. Các con mắt này tỏa ra ánh sáng đỏ rồi chiếu xuống người Thiên chủ Thanh Tuyết. Đúng lúc này, đại thần Côn Ngô đã bùng nổ, một bàn tay to lớn chộp lên không trung, đập tan đám mây đó, thậm chí còn cào một mảng lớn xuống dưới. Đám mây vang lên tiếng hét chói tai, sau đó tan biến. Đại thần Côn Ngô cào một mảng mấy xuống rồi bỏ vào miệng ăn ngon lành. Ăn xong ông ấy cười phá lên khoái chí. Kể ra thì chậm, nhưng thực chất mọi chuyện diễn ra rất nhanh. Quỳnh! Đột nhiên có một luồng khí thức đặc biệt vây quanh người Thiên chủ Thanh Tuyết, khiến Ngô Bình được phen kinh ngạc.
cảm nhận được luồng khí tức ấy, bàn tay khổng lồ và ánh sáng vàng đều lập tức rút lui. Long Thanh Khâm và Liễu Duyên cũng lui xuống, sau đó lặng lẽ quan sát Thiên Chủ Thanh Tuyết. Thiên Chủ Thanh Tuyết mở mắt ra, sau đó vươn tay giang chân, sức mạnh ở xung quanh đã có sự thay đổi. Việc lớn đã thành, cảm ơn các vị. Mọi người đều thở phào một hơi. Ngô Bình hỏi ngay, bước thứ mấy đấy? Thiên Chủ Thanh Tuyết, bước thứ nhất, tôi đã nhìn thấy bước thứ hai của Long Biến rồi nhưng không chạm đến được. Tôi cảm thấy nó rất xa vời với mình, chắc tôi phải tu luyện thêm chục kiếp nữa mới có thể chạm tới nó được. Ngô Bình trầm tư nói, khó thế cơ à? Thiên Chủ Thanh Tuyết thở dài nói, khó lắm. Nhưng cũng may là tôi chạm được đến bước thứ nhất rồi. Ngô Bình chưa có kinh nghiệm về vụ này nên phải hỏi thật cặn kẽ, vì mấy khi mới có cơ hội quý giá như thế. Đương nhiên là Thiên Chủ Thanh Tuyết biết sao nói vậy, kể lại toàn bộ quá trình cho Ngô Bình nghe. Nghe xong, Ngô Bình cảm thán, Long Biến quả là thần kỳ, uy lực mạnh thật. Thiên Chủ Thanh Tuyết, giờ tôi phải bế quan để củng cố tu vi rồi, chào mọi người. Ba người khác không làm phiền cô ta nữa, mà về con thuyền trên hồ rồi vừa uống trà vừa trò chuyện. Ban nãy, Ngô Bình đã thi triển thần phù Thái Ất nên đang rất mệt, anh uống vài viên đan dược vào rồi vừa khôi phục thể lực vừa trò chuyện với hai người kia. Xong, họ mới tán ngẫu được mấy câu thì Ngô Bình chợt ngẩn ra, anh nhắm mắt lại rồi ngồi im bất động. Long Thanh Khâm và Liễu Duyên lập tức im lặng rồi lặng lẽ ngồi chờ. Họ biết Ngô Bình đang tiến vào trạng thái lĩnh ngộ, đây là một trạng thái rất hiếm gặp. Cứ thế, bọn họ đã ngồi đến tận tối. Đột nhiên Ngô Bình cử động, sau đó anh nâng cốc trà đã nguội ngắt lên miệng rồi nói, sao đã tối rồi? Mà sao trà nguội thế? Long Thanh Khâm lườm anh vừa tiến vào trạng thái lĩnh ngộ, hại bọn tôi phải ngồi im chờ 3 tiếng rồi. Ngô Bình cười nói, xin lỗi, ban nãy tự nhiên tôi lại nghĩ hình như Long Biến giống cảnh giới đế của nhân tiên. Cảnh giới đế là phá bỏ xiềng xích để phong thích sức mạnh. Còn Long Biến cũng tương tự như thế nên hai cái này có hiệu quả ngang nhau. Anh vừa nói xong thì quanh người chợt có tia sáng màu tím bao trùm, thấy thế Liễu Duyên đầy ngưỡng mộ nói, nhị đệ, mới thế mà cậu đã phá được xiềng xích rồi. Thì ra Ngô Bình đã phá được rào cản huyết mạch và có thêm một năng lực mới, vì thế có thể lĩnh ngộ được thiên phú bất cứ lúc nào và ở đâu. Có nghĩa là dù lúc nào hay ở đâu thì anh cũng có thể nhanh chóng tiến vào trạng thái lĩnh ngộ này. Với người bình thường mà nói thì đây là trạng thái mà ai cũng muốn có, nhưng trong cuộc đời của một tu sĩ thiên tài chắc cũng chỉ có đôi lần trải nghiệm cảm giác ấy thôi. Còn Ngô Bình thì có năng lực tiến vào trạng thái ấy mọi lúc mọi nơi, đây rõ ràng là một năng lực quá siêu phàm. Anh vươn vai rồi nói, Thanh Khâm, tôi đi luyện đan đây. Long Thanh Khâm cười nói, tôi và Đại sư Liễu Duyên ngồi chờ ở đây nhé. Sau khi về nhà, Ngô Bình mới nhớ ra hôm nay là Tết Trung Thu, cả ông nội anh và Lý Mai đều đang ở đây. Vì thế, anh tạm gác chuyện luyện đan sang một bên rồi cùng ông và chú mình uống rượu. Đến khi mọi người về phòng nghỉ ngơi rồi thì anh mới đi luyện đan. Trong lúc luyện đan, anh lại tiến vào trạng thái lĩnh ngộ, loáng cái một lò đan dược đã xong, 4 viên đan dược đế phẩm ra lò. Ngô Bình sáng mắt lên nói, tiến vào trạng thái lĩnh ngộ còn khiến đan dược mình luyện chế tăng thêm cấp bậc. Đan dược đế phẩm có thể coi là hàng hiếm với các thầy luyện đan. Ngô Bình đưa đan dược cho Long Thanh Khâm, cô ấy uống ngay 1 viên để củng cố huyết mạch. Sau khi trời sáng, Liễu Duyên cũng ra về. Sau một đêm uống đan dược, Long Thanh Khâm đã có sự thay đổi rõ ràng nên cũng chào Ngô Bình rồi về bế quan. Liên tục tiến vào trạng thái lĩnh ngộ nên cả ngày nên Ngô Bình đã mệt lử, anh ngáp dài rồi về phòng đi ngủ. Một lát sau, Trương Lệ gọi anh ra ăn cơm, anh cũng không ra mà chỉ nằm ngủ say sưa. Khi anh mở mắt ra thì trời đã tối, anh rửa mặt rồi lẩm bẩm, xem ra không thể tiến vào trạng thái này thường xuyên được, vì rất tốn sức. Đột nhiên Hỉ Bảo chạy vào, thằng bé quấn dây thừng quanh cổ một con chó đen rồi cưỡi lên lưng nó như cưỡi ngựa. Mấy hôm trước, Ngô Bình đã dẫn 2 con chó đen về nhà. Hiện giờ, chúng đã trở thành vật cưỡi của Hỉ Bảo. Ngô Bình nói, Hỉ Bảo, con lại nghịch ngợm gì thế hả? Sau đó, Lý Thiên Thạch cũng chạy vào rồi gật đầu chào Ngô Bình, cậu chủ. Ngô Bình hỏi, Thiên Thạch, hôm nay Hỉ Bảo có học bài không? Hỉ Bảo nháy mắt với Lý Thiên Thạch, nhưng cậu ấy vẫn thật thà nói, cậu chủ, hôm nay cậu Hỉ Bảo không học hành gì, buổi sáng thì vờn cá, chiều thì cưỡi chó.
Ngô Bình nổi giận rồi bế Hỉ Bảo lên tét cho hai cái vào mông, con không chịu khó học hành thì sao lớn lên làm được cái gì hả? Anh ra tay rất mạnh làm Hỉ Bảo khóc toáng lên, con sai rồi, bố đứng đánh nữa, hu hu. Sau đó, Ngô Bình bỏ Hỉ Bảo xuống rồi chạy đi ăn chút gì đó. Ăn uống no nê xong, anh mới thấy tinh thần phấn chấn hơn. Hỉ Bảo ủ dĩ cầm sách lên đọc, còn Ngô Bình ngồi cạnh đó soạn giáo án. Dù ở học viện võ đạo hay đường môn thì giáo án của anh cũng rất quý, vì thế anh rất tâm huyết với nó, thậm chí còn tiến vào trạng thái lĩnh ngộ để viết. Thầy đã đến chưa? Ngô Minh và Mỹ Ngọc đều đến tìm Ngô Bình. Anh, bọn em phải về trường rồi, Ngô Mi nói. Ngô Bình, không ở nhà chơi thêm nữa à? Ngô Mi, ngày mai, trường tổ chức cắm trại, bọn em phải đi. Nghe nói hai cô gái sẽ đi cắm trại, Ngô Bình hỏi cắm trại ở đâu thế? Mỹ Ngọc, núi Dã Nhân ở phía Bắc Thiên Kinh. Ngô Bình, bây giờ bên ngoài đang hỗn loạn lắm, hai đứa đừng đi cắm trại thì hơn. Ngô Mi lườm anh, cả lớp đều đi mà bọn em không đi thì coi sao được. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi, được rồi. Anh gọi, Thiên Chiếu. Thiên Chiếu lập tức xuất hiện cạnh Ngô Bình rồi nói, chủ nhân. Ngô Mi và Mỹ Ngọc sẽ đi cắm trại, ông hãy âm thầm bảo vệ hai đứa, có gì thì phải báo ngay cho tôi. Thần Chiếu nói, vâng, chủ nhân cứ yên tâm. Buổi chiều, Ngô Mi và Mỹ Ngọc đã lên xe đến Thiên Kinh, Ngô Bình thì tiếp tục làm giáo án. Hơn 4 giờ chiều, Lý Dư chợt bay lên rồi đáp xuống cạnh Ngô Bình, tay cậu ta gãy làm mấy đoạn, miệng và mũi không ngừng chảy máu. Chủ nhân, Lý Tố bị người ta bắt đi rồi, đôi mắt cậu ta đỏ hoe. Càng gặp chuyện lớn, Ngô Bình càng bình tĩnh, anh nói, kể tôi nghe xem nào. Lý Dư kể lại đầu đuôi câu chuyện, thì ra hai con thuồng luồng đã là vua của dòng sông, không một sinh vật nào của Hạ Du dám đối đầu với chúng. Hôm nay, hai con thuồng luồng bơi đến một nhánh sông có tên là Ngọc Thủy để thăm dò. Ngọc Thủy tập trung hơn chục con sông, diện tích lưu vực trải rộng ba tỉnh, phạm vi rất lớn nên là nhánh chính. Hai con thuồng luồng vừa bơi đến đây thăm dò thì nhìn thấy có một lão rùa chục nghìn năm ở trong một đập nước. Con rùa già cảm nhận được ký tức của hai con thuồng luồng nên vội vàng bơi ra chào. Hai bên chưa nói được mấy câu thì đã có ánh lửa rơi từ trên cao xuống, ánh lửa đó rất đáng sợ, nó vừa chạm xuống mặt nước một cái là nước ở trong đầm đã sôi sùng sục, hai con thuồng luồng và con rùa già phải nhảy lên cao ngay. Chúng vừa bay lên cao thì thấy đã có hai tu sĩ tài giỏi chờ bắt mình. Lý Tố biết không thể đánh lại được họ nên đã liều mình chống trả. Mặc cho bản thân bị thương nặng nên đã đánh bại được một người, để Lý Dư có thể chạy trốn. Lý Dư biết phải về báo cho Ngô Bình ngay, vì thế bỏ Lý Tố lại đó rồi chạy thật nhanh về nhà bẩm báo. Ngô Bình bỏ các thứ trong tay xuống rồi nói, mau dẫn đường. Lý Dư và Lý Tố đều là thuộc hạ của anh, đánh chó phải ngó mặt chủ, huống chi chúng còn là thuồng luồng. Một người một thuồng luồng đi tới con sông lớn. Họ vừa đi được một đoạn thì thấy có một cơn gió đen cuốn tới. Hai bên vừa gặp mặt thì cơn gió đen đã dừng lại, một người đàn ông mặc áo bào đen bước ra. Người đó nhìn thấy Lý Dư thì cười nói, mày chạy nhanh đấy, ra đây cho tao. Hắn chộp tay, một pháp lực khủng bố đã ngưng tụ thành một bàn tay lớn rồi vồ về phía Lý Dư, hoàn toàn phớt lờ Ngô Bình. Lý Dư đứng im bất động, sau đó nhìn người đàn ông như thể hắn đã chết rồi. Ngô Bình bay lên cao rồi tung một quyền ấn về phía người đàn ông, bàn tay khổng lồ và quyền ấn va chạm rồi nổ tung. Nhưng quyền ấn của Ngô Bình vẫn lao đi tiếp và đập chúng vào ngực người đàn ông. Phụt! Mấy tầng phòng ngự của người đàn ông đều bị phá vỡ, hắn rơi xuống sông như một quả bom. Ngô Bình nhìn xuống sông rồi nói, giả chết mà làm gì, lên đây. Người đàn ông bay lên, sau đó vô cùng kinh hãi nhìn Ngô Bình, cậu là ai? Ngô Bình, tôi là người sắp đánh chết anh, trước khi chết có gì muốn nói không? Người đàn ông hừ lạnh nói, đúng là cậu rất mạnh, nhưng tôi là người của tiên giới. Cậu chỉ là một tu sĩ của hạ giới thôi, có đọ lại được với môn phái của tiên giới không? Ngô Bình, thế à? Ông thử nói tên môn phái mình đi, để tôi hỏi sư tốt. Người đàn ông giật mình, nghi ngờ Ngô Bình có lai lịch lớn, hắn nói, tôi là Hoàng Kinh đệ tử của Kim Đỉnh Tông. Ngô Bình, Kim Đỉnh Tông, chắc là môn phái tầm phào rồi. Hoàng Kinh cau mày, tuy Kim Đỉnh Tông chỉ là môn phái hạng hai, nhưng không ai được phép sỉ nhục. Ngô Bình cười lạnh, tôi sỉ nhục anh đấy thì sao nào?
Sư tổ của tôi là chân tiên, một môn phái còn con như các người có là gì chứ? Hoàng Kinh hoảng hốt, cái gì? Chân tiên ư? Chỉ có môn phái hạng nhất mới có chân tiên, một chân tiên có thể dễ dàng tiêu diệt cả một môn phái hạng hai, thậm chí là hạng nhất. Ngô Bình, Kim Đỉnh Tông phải không? Tôi nhớ rồi đấy. Hoàng Kinh tái mặt nói, bảo sao thực lực của cậu lại mạnh thế, ra là có sư tổ là chân tiên. Ngô Bình, các người dám động tới thuồng luồng của nhà tôi, to gan nhỉ. Hoàng Kinh thầm thấy xui xẻo, cứ tưởng xuống hạ giới rồi thì đệ tử của môn phái hạng hai như họ có thể tung hoành thiên hạ, ai dè vừa đặt chân xuống đây đã gặp ngay cao thủ. Hắn tiến lên hành lễ, xin hỏi họ tên của cậu. Ngô Bình, tôi họ Lý. Ra là cậu Lý, Hoàng Kinh nói, trước đó, chúng tôi không biết hai con thuồng luồng này là của cậu nên mới đắc tội. Nói rồi. Hắn thầm truyền âm đi, ngay sau đó Lý Tố đã được một tu sĩ mặc áo xanh đưa đến. Hoàng Kinh nói, sư đệ, mau thả con thuồng luồng ấy ra. Tu sĩ áo xanh lạnh lùng nói, sư huynh, mãi mình mới bắt được nó, sao lại thả, nói rồi, người đó lửa mắt nhìn Ngô Bình. Hoàng Kinh, sư tổ của cậu Lý đây là chân tiên đấy. Nghe thấy thế, tu sĩ áo xanh ngẩn ra, phản ứng không kém Hoàng Kinh là bao. Người đó gần như thả Lý Tố ra ngay lập tức mà không hề do dự. Lý Tố đã bị thương nặng, toàn thân nhuốm máu, ngoài ra còn bị tổn thương nguyên khí. Cô ấy đi tới cạnh Ngô Bình rồi hành lễ, chủ nhân. Ngô Bình lấy hai viên đan dược trị thương ra cho cô ấy uống. Sau đó, anh lạnh lùng nói với hai người của Kim Đỉnh Tông, hai người đã đánh thuồng luồng nhà tôi bị thương, giờ tính thế nào đây? Hai người đó liếc nhìn nhau, Hoàng Kinh nói, cậu Lý. Cậu muốn chúng tôi bồi thường thế nào? Ngô Bình, tôi nghe nói vừa nãy các người đang lùng giết con rùa già đúng không? Hoàng Kinh, đúng vậy. Ngô Bình, nó đang tu luyện ở đầm nước, có đắc tội gì với các người đâu? Hoàng Kinh, chuyện là thế này. Mấy hôm trước, chúng tôi tình cờ phát hiện trên mai của con rùa già ấy có mấy chữ thần rất kỳ diệu. Vì thế, hai chúng tôi mới muốn bắt nó để nghiên cứu mấy chữ ấy. Ngô Bình, hai người thả con rùa ấy ra, tôi sẽ bỏ qua chuyện đánh thuồng luồng nhà tôi. Người mặc áo xanh nói ngay, không được. Ngô Bình cười lạnh, không đồng ý cũng được, nhưng hai người sẽ không được đi đâu hết. Nói rồi, anh thi triển hỗn nguyên tiên lực rồi tấn công hai người đó. Hoàng Kinh nói, cậu Lý bớt giận, chúng tôi đồng ý thả nó ra. Nói rồi, hắn vung tay lên, một con rùa dài hơn chục mét đã rơi xuống nước. Con rùa già ngẩng lên nhìn Ngô Bình rồi gật đầu tỏ lòng biết ơn. Ngô Bình cười lạnh nói, hai người đi đi. Hoàng Kinh không nói nhiều mà kéo người áo xanh đi ngay. Hai người kia bay đi được một đoạn thì người mặc áo xanh trầm giọng nói, sư huynh, chúng ta liên thủ khéo có thể giết được cậu ta đấy. Hoàng Kinh thở dài, nếu giết người thì cậu nghĩ tôi có phải nhịn nhục vậy không? Tu sĩ áo xanh, sư huynh. Ý anh là chúng ta bắt tay lại cũng không phải đối thủ của cậu ta ư? Hoàng Kinh, tuy chúng ta đều là tiên quân, nhưng thực lực của cậu ta chắc chắn phải cao hơn. Ban nãy, cậu ta mới đánh anh một quyền thôi mà đã phá vỡ ba tầng hộ thể của anh rồi, anh còn suýt bị thương nặng đấy. Hơn nữa, cậu ta còn là đồ tôn của chân tiên, kiểu gì trên người chẳng có bảo bối hộ thân. Nhớ cậu ta lấy sát bùa chân tiên ra thì đến tông chủ cũng không cứu được mình đâu. Tu sĩ áo xanh, sư huynh, nhớ cậu ta bịa ra chuyện có sư tổ là chân tiên thì sao? Hoàng Kinh, nếu cậu ta không phải đồ tôn của chân tiên thì sao có thể mạnh vậy được? Đã thế còn nhận hai con thuồng luồng làm thuộc hạ nữa. Tu sĩ áo xanh không nói gì nữa, vì thấy lời của sư huynh mình có lý. Coi như lần này mình xui vậy, hy vọng sau này không gặp lại cậu ta nữa, Hoàng Kinh chán nản nói. Những người ở tiên giới là vậy. Nếu chọc phải người mạnh hơn thì mình phải khúm núm. Hai người của Kim Đỉnh Tông đi rồi, Ngô Bình mới đáp xuống lưng con rùa già, quả nhiên anh nhìn thấy chi chít chữ ở đây. Nhưng nét chữ đã rất mờ, gần như sắp biến mất rồi. Anh nhanh chóng ghi nhớ các con chữ bằng nhãn lực của mình rồi hỏi, ông rùa, các con chữ trên lưng ông ở đâu ra thế? Thật ra tu vi của ông rùa già không thua gì hai con thuồng luồng, ông ấy nói tiếng người, thưa cậu. Tôi đã sống ở Ngọc Thủy hơn 13.000 năm rồi. 12.000 năm trước, khi tôi còn chưa có trí tuệ, một cơn sóng thần đã đẩy tôi tới một động phủ dưới lòng đất. Có một tấm bia đá ở đây, mặt bia có mấy con chữ. Tôi đọc xong mấy con chữ ấy thì thấy đầu óc sáng suốt. Vì thế,
tôi đã lăn người trên tấm bia ấy để in các con chữ lên mai rùa. Ngô Bình, chữ ông in là chữ thần thượng cổ đấy. Ông rùa hỏi, chữ thần thượng cổ gì cơ? Ngô Bình, chữ tiên có nguồn gốc từ chữ thần thượng cổ. Ông rùa, những chữ này có nghĩa là gì? Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, chắc là một phép thần thông thượng cổ. Anh hỏi, động phủ đó giờ còn không? Ông rùa, mấy nghìn năm trước, lối vào đã bị đá lấp kín rồi. Ngô Bình, không sao, ông cứ nói cho tôi biết vị trí đi, tự tôi đi tìm. Ông rùa, được, cậu đi theo tôi. Ông rùa bơi đi rất nhanh, làm dòng nước cuộn dâng các con sóng lớn. Sau khi bơi vào trăm cây số, nó đã bơi vào một con sông nhỏ. Sau đó, ông rùa nói, phía trước là bùn đất, động phủ bị chặn lối vào rồi. Ngô Bình khởi động khả năng nhìn xuyên thấu thì lập tức phát hiện vị trí của động phủ ngay. Nơi đó cách lòng sông hơn 50 mét, thần niệm không thể tiến tới được, hèn chi mà không có ai phát hiện ra. Anh đáp xuống chỗ bùn đất đó rồi thi triển thuật địa đột, ngay sau đó đã độn thổ xuống lối vào của động phủ. Cánh cửa đã đổ nên anh có thể dễ dàng đi vào ngay. Trong đây toàn là bùn vàng, anh tìm một vòng mới nhìn thấy tấm bia đá. Gọi là tấm bia, chứ thật ra nó là một khối ngọc thần. Anh nhìn các chữ thần trên đó rồi sáng mắt lên ngay. Sau khi đọc hết bản hoàn chỉnh, Ngô Bình nói, là đại mệnh vận thuật. Trên đời có loại pháp thuật kỳ diệu này ư? Thì ra đại mệnh vận thuật có thể hấp thu, thay đổi hoặc hoán đổi số mệnh của người khác. Trên đó có biết tu luyện pháp thuật này có yêu cầu rất cao với người tu luyện, điều kiện thứ nhất là phải tu luyện được vận mệnh chi nhãn, bước này cực khó, thì tỷ người may ra mới có một người thành công. Ngô Bình ghi nhớ toàn bộ phép thần thuật này, sau đó chuyển luôn tấm bia thần vào không gian chữ đồ. Chắc không chỉ có mỗi tấm bia này chứ, mình phải tìm tiếp mới được. Anh tìm thật kỹ xung quanh, nhưng tiếc là ngoài tấm bia ra thì thật sự không còn gì nữa. Ngô Bình đi thêm một vòng rồi ngoi lên, sau đó nói với ông rùa, nơi này không còn an toàn với ông nữa đâu, đã giúp thì giúp cho chót, tôi sẽ dẫn ông về Đông Hoàng tu dưỡng, ông đồng ý không? Ông rùa mừng rỡ, cảm ơn cậu, tôi đồng ý. Ông rùa đến Đông Hồ cái là lặn sâu xuống đáy ngay. Lý Dư và Lý Tố đều bị thương không nhẹ, Ngô Bình xử lý vết thương cho hai người xong thì trời cũng đã tối. Thì Bảo đã ngủ từ lâu, hôm nay phải học nhiều nên thằng bé đã mệt lử. Lý Thiên Thạch đi tới rồi lặng lẽ ngồi cạnh Ngô Bình. Ngô Bình, Thiên Thạch, đã quen với việc làm một con người chưa? Lý Thiên Thạch, cũng tạm ạ, tôi biến thành người rồi cũng tiện cho việc tu luyện hơn. Ngô Bình, nhắc đến tu hành, tôi có nhiều công pháp lắm, không biết thể chất thai đá như cậu có học được không? Lý Thiên Thạch, thể chất của tôi giống hệt con người học được thì tôi cũng học được. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, chờ tôi đến học viện võ đạo rồi, tôi sẽ chính thức nhận cậu làm đệ tử. Lý Thiên Thạch, cậu chủ dạy tôi luôn đi. Ngô Bình, vội gì, cậu giống hệt con người rồi thì một khi tu luyện sẽ nhanh chóng thành địa tiên thôi. Hai người đang nói chuyện thì bùa tin tức sáng lên, là thần chiếu truyền tin đến. Anh hỏi, thần chiếu, có chuyện gì thế? Thần chiếu nói rất nhỏ, chủ nhân, có chuyện rồi. Các học sinh cắm trại trên núi, xung quanh chợt xuất hiện rất nhiều yêu ma quỷ quái, tôi sợ cô chủ gặp chuyện nên phải báo cho chủ nhân ngay. Ngô Bình không dám lơ là mà bay đến đó ngay. Núi Dã Nhân là một ngọn núi ở phía bắc của Thiên Kinh. Đi tiếp thì sẽ tới một hoang mạc và đồng hoang. Ngọn núi này có hơn 1.300 mét, bên dưới là Hắc Long Giang. Phong cảnh ở đây khá đẹp, đã từng được khai phá thành danh lam thắng cảnh. Nhưng không biết tại sao, đang khai phá được một nửa thì dừng lại, đến nay ở đây vẫn còn những công trình đang dở dang. Ngô Bình bay lên cao rồi nhìn xuống dưới thì quả nhiên đã thấy có quỷ khí bao quanh núi. Anh lặng lẽ đáp xuống, thần chiếu lập tức xuất hiện chào hỏi, chủ nhân. Ngô Bình gật đầu, thần chiếu, ông trông chừng quanh đây, tôi đi tìm Tiểu Mi. Ngô Mi đang ngồi quanh đống lửa ăn vặt và hát hò với các bạn, không hề biết nguy hiểm đang rình rập. Lúc này, có một cậu nam sinh tuấn tú đang ngồi cạnh Ngô Mi, hai người vừa nói vừa cười, cậu nam sinh còn nhét đồ ăn vào miệng Ngô Mi. Bất thình lình có một người xen vào khe hở giữa hai người, Ngô Mi nổi giận hỏi, ai đấy? Khi cô bé nhìn thấy là ông anh trai quý hóa của mình thì giật bắn mình, anh, sao anh lại đến đây? Ngô Bình giành lấy gói quà vặt trên tay Ngô Mi, sau đó ăn ngon lành rồi nói, anh không được đến à?
Mỹ Ngọc ngồi cạnh đó cười nói, anh Ngô Bình, anh đến chẳng đúng lúc gì cả. Ngô Mi đỏ mặt rồi lườm Mỹ Ngọc. Ngô Bình nhìn cậu nam sinh kia, cậu ấy có vẻ lúng túng rồi mỉm cười gật đầu với anh. Ngô Mi ngượng ngập giới thiệu, anh, đây là Tả Linh Phong bạn của em. Ngô Bình ừm một tiếng, hai đứa nói chuyện tiếp đi, cứ kệ anh. Ngô Mi tức điên người, Ngô Bình ngồi như ông Phật thế này thì bọn cô nói chuyện kiểu gì. Mỹ Ngọc hiểu nỗi lòng của Ngô Mi nên khoác tay Ngô Bình rồi kéo anh sang một bên, anh Ngô Bình, ở kia có nhiều bạn nữ lắm, chúng ta sang đó ngồi đi. Ngô Bình nói với Tả Linh Phong, đi với tôi không? Tả Linh Phong cười nói, lát em sang ạ. Sau khi được Mỹ Ngọc kéo ra đây, Ngô Bình phát hiện cô ấy không hề lừa mình, có hai cô gái cực xinh đang ngồi ở đây, so ra họ cũng không thua kém gì Mỹ Ngọc cả. Nhưng một cô mặc đồ thể thao trong số đó buộc tóc đuôi ngựa mặt lạnh như núi tiền. Cô mặc váy tím thì xóa tóc, mặt sầm xì như bị ai nợ tiền. Ngoài ra còn có ba cậu nam sinh và hai cô gái khác đang ngồi trò chuyện quanh đống lửa này. Ngô Bình đi đến làm hai cô gái đẹp chú ý, nhưng họ chỉ nhìn anh chứ không nói gì. Một cậu nam sinh mặt đầy mụn đang vừa cậy mụn, vừa nói chuyện với một cô gái bên cạnh, chọc cho cô gái cười phá lên. Ngô Bình cười nói, này cậu em ăn cay vừa thôi, không là sẽ để lại sẹo đấy. Cậu trai kia hỏi, trông cậu lạ thế, không phải lớp bọn này đúng không? Mỹ Ngọc nói, đây là anh trai của Ngô Mi, tối nay anh ấy đến đây chơi. Cậu trai kia ồ lên rồi nói, ra là anh trai của Ngô Mi. Đôi bên chào hỏi với nhau rồi cậu trai tiếp tục trêu chọc cô gái bên cạnh. Một lát sau, hai người đã đi tới một nơi vắng vẻ, không rõ định làm gì. Ngô Bình lấy một miếng thịt thú ra rồi dùng dao cắt thành từng miếng nhỏ để nướng. Nướng xong, anh đưa cho Mỹ Ngọc ăn. Thịt thú chứa tinh khí nên có mùi thơm đặc biệt, hai cô gái đẹp cũng phải suýt xoa. Mỹ Ngọc vừa ăn vừa nói, anh Ngô Bình ơi, thịt này ngon thật đấy. Ngô Bình, đương nhiên, thịt của mãnh thú đấy. Cô gái đẹp mặt lạnh lên tiếng trước, ra là người đồng đạo. Ngô Bình chớp mắt, đồng đạo gì? Cô gái, anh đừng giả vờ nữa. Nếu đã là người tu hành thì chắc anh cũng biết chúng ta đang gặp nguy hiểm chứ. Ngô Bình cười nói, ý cô là các bóng ma bên ngoài hả? Yên tâm, tôi sẽ bảo vệ mọi người. Cô gái cười lạnh, anh bảo vệ chúng tôi ư? Ngô Bình, mọi người đều là bạn học của Ngô Mi nên đương nhiên tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cô gái đẹp ấy quay mặt đi với vẻ coi thường, đó là vẻ mặt của thần tiên trên trời nhìn xuống nhân tài nhân gian, một vẻ coi thường hay thậm chí là không thèm để mắt tới. Thật ra nếu không phải Ngô Bình nướng thịt mãnh thú thì cô ta còn chẳng thèm liếc anh đến một cái. Cô gái xinh đẹp mặc váy tím lạnh giọng nói, Đoá Lan, nói chuyện với cái loại mồm mép tép nhảy này làm gì, thà suy nghĩ xem lát phải chạy thoát thân thế nào còn hơn. Cô gái xinh đẹp mặt lạnh nhìn cô gái váy tím rồi nói, tôi còn tưởng Diệp Thanh Vũ cô không sợ chết. Cô gái tên là Diệp Thanh Vũ cười lạnh nói, dàn trận ác chiếc thế này chắc là cường giả quỷ đạo ra tay rồi. Hơn nữa còn bày binh bố trận từ trước. Thứ khiến họ hao tâm tổn trí như vậy chắc chắn là món đồ của cô rồi. Đoá Lan thờ ơ nói, chưa biết được, bảo bối của cô cũng thua kém gì của tôi đâu, khéo thứ chúng muốn là đồ của cô đấy. Tuy hai cô gái này đang nói chuyện, nhưng những người khác không hề nghe thấy gì, vì họ dùng thuật truyền âm. Đương nhiên Ngô Bình vẫn có thể nghe thấy. Anh cười nói, bảo bối gì thế? Cho tôi xem với được không? Đoá Lan tỏ vẻ ngạc nhiên, thuật truyền âm của cô ta rất cao minh, đến địa tiên cũng không nghe lén được, Ngô Bình làm thế nào vậy? Diệp Thanh Vũ lử mắt với Ngô Bình, tên ngông nghênh kia, anh nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi rồi thì phải chết đầu tiên. Ngô Bình tò mò, sao tôi lại là người chết đầu tiên? Diệp Thanh Vũ, nếu lũ ma quỷ xông ra, tôi sẽ không cứu anh đâu. Ngô Bình thở dài nói, vì tôi nghe thấy hai cô nói chuyện nên hai cô định thấy chết không cứu à? Diệp Thanh Vũ lạnh giọng nói, nghe lén người khác nói chuyện thì phải lãnh hậu quả thôi. Mỹ Ngọc chợt hừ nói, hai người đánh giá mình cao quá rồi đấy, anh Ngô mới không thèm cứu hai người. Khi gặp nguy hiểm, chính hai người mới phải xin anh ấy cứu đấy. Đoá Lan nhìn Mỹ Ngọc rồi nói, Mỹ Ngọc, cô chỉ là người bình thường thì sao hiểu được thế giới của chúng tôi. Mỹ Ngọc định nói Ngô Bình cũng là người tu hành, song nghĩ lại thì thấy nói với hai người này cũng chẳng để làm gì. Cô ấy nói với Ngô Bình, anh Ngô, loại nấm lần trước còn không ạ? Còn, Ngô Bình nói rồi lấy một ít nấm ra nướng cho cô ấy ăn.
mùi nấm rất thơm, Đóa Lan và Diệp Thanh Vũ lại nhìn sang với vẻ kinh ngạc. Anh có nhiều đồ quá nhỉ, Đóa Lan nói. Thật ra cô ta cũng muốn nếm thử, nhưng tiếc là ban nãy mới châm chọc Ngô Bình rồi nên ngại không dám mở lời. Mỹ Ngọc, cô có muốn ăn thử nấm mà anh Ngô nướng không? Đóa Lan tỏ vẻ lúng túng, tuy muốn ăn nhưng không muốn thừa nhận nên lạnh giọng nói, tôi chỉ thấy tò mò thôi. Một lát sau, Ngô Mi và cậu trai kia cũng đến đây ngồi, Ngô Mi nói, anh, nướng cho bọn em với. Ngô Bình liếc mắt rồi nói, muốn ăn thì tự đi mà nướng. Ngô Mi ôm lấy tay anh rồi lắc lắc, anh em là số một. Ngô Bình cười lạnh, anh không nướng cho người ngoài ăn đâu, rõ ràng anh đang nói Tả Linh Phong. Ngô Mi hừ một tiếng, sau đó cướp xiên thịt thú của anh rồi tự nướng. Tả Linh Phong ngồi luôn xuống cạnh Ngô Mi, sau đó còn gật đầu với Diệp Thanh Vũ và Đóa Lan. Hai cô gái kiêu căng này cũng gật đầu chào lại, xem ra cũng khá tôn trọng Tả Linh Phong. Ngô Bình lấy hạt dưa được rang với linh dược ra, hạt dưa này rất ngon, anh chia cho Mỹ Ngọc và Ngô Mi một ít, còn những người khác thì không. Tả Linh Phong ngửi thấy mùi thơm của hạt dưa thì thèm thuồng nói, anh ơi, cho em một ít được không? Ngô Bình, chúng ta thân lắm à? Tả Linh Phong, thì mình biết nhau rồi mà anh. Da mặt Tả Linh Phong rất dày, cậu ta thò tay sang lấy hạt dưa trong tay Ngô Bình luôn. Ngô Mi lử mắt, Ngô Mi nói, có ít hạt dưa thôi mà, sao anh kỳ bo thế? Ngô Bình thở dài nói, Ngô Mi, cậu ta rất bình thường, tương lai không có gì nổi trội đâu, anh không đánh giá cao. Nghe thấy thế, Tả Linh Phong ngẩn ra, anh có thể nhìn thấy tư chất của em ư? Ngô Bình cười lạnh, so với người bình thường thì tư chất của cậu thuộc loại khá, nhưng so với thiên tài thì còn kém xa. Tả Linh Phong thở dài, đúng ạ, nhưng em luôn rất cố gắng. Ngô Bình, nếu cố mà có tác dụng thì làm gì có người thất bại trên đời, có nhiều chuyện cần dựa vào thiên bẩm lắm. Đóa Lan cười lạnh, nực cười, có người dám nói tư chất của Tả Linh Phong kém kia. Với khối tài sản, tài nguyên hiện tại, đừng nói là Tả Linh Phong, đến người bình thường cũng có thể đột phá tiên quân. Theo tôi thấy, Ngô Mi mới không xứng với Tả Linh Phong. Ngô Bình thờ ơ nói, em gái tôi mà lấy tu sĩ thì ít cũng là cấp thiên kiêu. Đóa Lan thở dài, sao tôi lại gặp loại hống hách như anh nhỉ? Ban nãy, tuy Ngô Mi đấu khẩu với anh mình, nhưng giờ nghe thấy có người chê Ngô Bình, cô bé lập tức sù lông nhím, Đóa Lan, cậu kiêu vừa thôi. Cậu tưởng tôi không biết cậu là tu sĩ à? Tưởng tôi không biết cô gia nhập một thế lực của Côn Luân chắc. Ngô Mi có một người anh như Ngô Bình nên hiểu rất rõ về giới tu hành. Hơn nữa, Ngô Bình đã giúp cô bé đả thông linh khiếu và thần khiếu, chỉ cần cô bé muốn là có thể tu hành được ngay. Đóa Lan lạnh giọng nói, cậu là người đầu tiên trong lớp dám nói chuyện với tôi kiểu ấy đấy. Ngô Mi lạnh lùng nói, sao thế? Cậu định đánh tôi à? Thử xem, anh tôi tát một cái là cậu chết ngay. Đóa Lan híp mặt lại, nhiệt độ xung quanh chợt giảm mạnh. Được rồi, Tả Linh Phong xua tay, chúng ta là bạn cùng lớp, đừng làm không khí căng thẳng thế. Hơn nữa, giờ chúng ta đang bị bao vây, thà nghĩ cách thoát thân còn hay hơn đó. Ngô Bình cười phá lên nhìn Ngô Bình rồi nói, không uổng công anh thương em, vào lúc mấu chốt vẫn nhớ phải dựa vào anh. Ngô Mi bĩu môi, anh không biết đấy thôi, hai cậu ấy suốt ngày giả làm thần nữ, em nhìn phát mệt lên được. Đúng thế, Ngô Mi không ưa nhất hai cô gái này trong trường. Ngô Bình, em phải hiểu là họ là những người thiển cận, cứ tưởng mình tu thành địa tiên rồi là có thể coi thường người phàm. Mà không hề biết rằng núi cao còn có núi cao hơn, trên đời còn nhiều người mạnh và có tư chất tốt hơn họ lắm. Diệp Thanh Vũ lạnh giọng nói, anh nói như thể mình là nhân tiên và hiểu về tu hành hơn chúng tôi ấy nhỉ? Ngô Bình thờ ơ nói, nếu nói về tu hành thì kiến thức của cả hai cô gộp lại rồi nhân với 100 cũng không bằng một phần nghìn của tôi đâu. Cuối cùng, Tả Linh Phong cũng phải lạnh mặt nói, này anh, tôi đã nể mặt anh lắm rồi mà anh cứ lấn tới mãi thế. Những người có thân phận như chúng tôi không phải ai thích nói gì là nói đâu. Ngô Mi nổi giận, này Tả Linh Phong, cậu giỏi nhỉ, dám ăn nói với anh tôi thế à? Tả Linh Phong cười nói, Ngô Mi, trước đó tôi thấy cậu có tư chất tốt nên có ý mời cậu gia nhập Tả Thị rồi làm tình nhân của tôi. Nhưng giờ xem ra, ông anh hâm dở của cậu đã phá hỏng cơ duyên ấy rồi. Ngô Mi, cậu coi chuyện bảo tôi làm tình nhân là cơ duyên ư? Tả Linh Phong, cậu đánh giá mình hơi cao rồi đấy, cậu tưởng Ngô Mi tôi sẽ xem trọng một tên ẻo lả như cậu à?
Tả Linh Phong ngẩn ra, sau đó xa sầm mặt nói, cậu nói gì? Ngô Mi, chúng ta quen nhau chưa tới một tuần, cậu vừa chuyển trường đến đã lân la hỏi xin tôi số điện thoại, tôi biết cậu có ý đồ gì đó, nhưng không rõ cậu muốn gì ở tôi nên vẫn luôn thầm theo dõi cậu đấy. Tả Linh Phong vỗ tay nói, thông minh, tôi tưởng cậu là người bình thường nên không phát hiện ra cơ. Ngô Mi, mấy ngày qua, tôi đã lờ mờ đoán ra ý đồ của cậu rồi. Ngô Mi lấy một miếng ngọc bội ra, đây là bùa hộ thân mà Ngô Bình cho cô bé. Tả Linh Phong cau mày, ra là cậu biết rồi. Ngô Mi, lần nào cậu cũng vô tình hoặc cố ý nhìn nó, tôi có rốt đến mấy cũng phải biết thôi. Ngô Bình cười nói, anh còn tưởng em thích cậu ta thật đấy. Ngô Mi, anh nghĩ gu của em thấp thế à? Hai anh em kẻ tung người hứng, làm cho Tả Linh Phong tức điên lên, cậu ta nói, hai người cứ ngông đi, lát ma quý đánh vào, tôi xem các người định đối phó thế nào. Đoá Lan, Tả Linh Phong, cậu có cách ứng phó chưa? Tả Linh Phong, lát nữa khi ma quỷ ập vào, chúng ta phải chạy thoát thân ngay, còn những người khác thì kệ họ, sống chết có số rồi. Ngô Mi hừ nói, trách nhiệm của tu sĩ các người đấy à? Tả Linh Phong thờ ơ nói, toàn lũ phàm phu tục tử thì sống thêm cũng có ích gì cho đời. Nghe thấy thế, Ngô Bình cười lạnh nói, đúng là ngu xuẩn. Tả Linh Phong cau mày, họ Ngô kia, nếu anh còn nói thêm một câu nữa thì đừng trách tôi là ác. Ngô Bình cười lạnh, cậu thử cho tôi xem nào. Anh vừa nói dứt câu thì xung quanh chợt vang lên tiếng ma quỷ kêu than, đôi nam nữ dẫn nhau ra chỗ kín chợt hét lên rồi chạy về, người con trai nói có ma, có ma. Ngô Bình nói với Ngô Mi, gọi bạn của em đến đây hết đi. Ngô Mi gật đầu, bắt đầu gọi các bạn học tham gia chuyến cắm trại tập trung về chỗ của Ngô Bình. Tả Linh Phong lạnh lùng quan sát tình thế, họ không tin Ngô Bình có thể cứu được người khác. Vì thế, cả ba đã tránh anh thật ra, vì càng đông người một chỗ càng dễ thu hút sự chú ý của ma quỷ. Lúc này, đến người bình thường cũng có thể nhìn thấy các bóng ma và nghe thấy tiếng khóc của chúng nên ai cũng khiếp đảm. Vì thế, khi Ngô Mi gọi họ tới, ai cũng nhanh chóng chạy lại ngay. Ngô Bình quan sát thì thấy có khoảng hơn 100 người và ai cũng đang vô cùng hoảng sợ. Ngô Bình bảo họ ngồi vây xung quanh mình rồi nói, chào các bạn, anh là anh trai của Ngô Mi. Mọi người đừng sợ, anh sẽ bảo vệ mọi người an toàn. Lời nói của anh như có mê lực thần kỳ, mọi người nghe xong thì đều bình tĩnh lại, bao sợ hãi đều tan biến hết. Có người hỏi, anh ơi, ban nãy có chuyện gì thế ạ? Có ma thật hả anh? Ngô Bình, có người định hại các em. Một bạn gái đeo kính hỏi, ai thế ạ? Ngô Bình, các em có thể đỗ vào một trường đại học hàng đầu thế này chứng tỏ đều là các nhân tài từ các tỉnh và thành phố. Với người tu hành bọn anh mà nói thì một người thông minh chứng tỏ tư chất cũng tốt, hồn vía của những người như vậy cũng vững hơn người bình thường. Anh nhìn cô gái đeo kính rồi nói, ví dụ như em nhé, hồn vía của em mạnh hơn người bình thường 3 lần. Vì em thông minh nên có thể đỗ vào trường mà người khác phải nỗ lực rất nhiều mới đỗ được. Ngô Mi, anh nói lan man gì thế? Rốt cuộc là ai muốn hại bọn em? Ngô Bình, bình tĩnh, mình bàn về nguyên nhân trước rồi nói đến hậu quả sau. Vì hồn vía của các em đều rất mạnh nên đã trở thành nguyên liệu tốt cho các tà ma. Ví dụ, nếu chúng hấp thu được hồn vía của các em để tạo thành ác quỷ thì sẽ tốt hơn hồn vía của người bình thường. Mọi người đều lạnh sống lưng, ác quỷ ư. Ngô Bình, được rồi, anh chỉ nói qua vậy thôi. Bây giờ, các em cứ nghỉ ngơi đi, việc còn lại thì giao cho anh. Dứt lời, anh lẩm bẩm gì đó, ngoài Ngô Mi và Mỹ Ngọc ra thì tất cả mọi người đều ngủ say hết. Lúc này, phía trước dâng lên quý khí dày đặc, có một tướng quân mặc áo giáp thời cổ bước ra từ trong màn sương. Ông ta cưỡi trên một con đại mã, đôi mắt phun lửa rồi trầm giọng nói, biến ngay, không thì cũng bay màu luôn đấy. Ngô Bình bay lên cao rồi nói, ông là ai của địa phủ? Mau báo danh. Ngay khi nhìn thấy quỷ khí, Ngô Bình đã đoán là trò của địa phủ. Bây giờ nhìn thấy quỷ tướng này, anh càng chắc chắn hơn. Quỷ tướng hừ nói, nếu cậu đã biết chúng tôi đến từ địa phủ thì sao không mau biến đi? Ngô Bình cau mày, tôi hỏi mà ông không nghe thấy à? Ông là ai? Quỷ tướng gào lên, đáng chết, giết. Ông ta gầm lên rồi hóa thành một tia sáng màu đen khua múa thanh đại đao rồi chém về phía Ngô Bình với khí thế rất mạnh. Tả Linh Phong nhìn thấy thế thì cười khẩy nói, thực lực của quỷ tướng này ngang với tiên quân rồi. Không biết tên kia tiếp được mấy chiêu. Cheng! Ngô Bình giơ tay lên,
một thanh đại đao lập tức xuất hiện, cùng lúc đó anh đã tung một chưởng về phía quỷ tướng. Anh đã thi triển ý nghĩa chân ấn trong chưởng này, quỷ tướng kêu lên một tiếng rồi gập người lại như con tôm. Ngô Bình lấy lò luyện minh thần ra rồi ném quỷ tướng vào bên trong, ngay sau đó miệng lò đã phun ra hơn 20 viên nguyên anh đan và rất nhiều sinh mệnh đan. Anh vừa thu đan dược vừa hỏi, còn nữa không? Nhóm Tả Linh Phong thấy thế thì trố mắt ra nhìn, Ngô Bình không sao, đã thế còn luyện chế quỷ tướng luôn ư. Chết tiệt! Quỷ khí lại cuộn dâng, một bóng ma khổng lồ cao hơn 3 mét xuất hiện, trông nó như một ngọn núi với uy thế bức người. Bóng ma mặc bảo giáp màu đen, tay trái cầm một cái búa, còn đôi mắt thì phun ra ngọn lửa màu xanh. Vù vù! Cái búa với đường kính nửa mét xoay tròn trên không trung, sau đó đập mạnh về phía Ngô Bình. Ngô Bình đứng yên bất động, bùn đất bên dưới chợt bay lên, sau đó hóa thành một bàn tay to bằng đá rồi đỡ lấy cái búa ấy. Một tiếng động lớn vang lên, bàn tay đá bắt lấy cái búa rồi dùng sức bóp chặt. Rắc! Cái búa đã bị bóp nát thành các mảnh vụn rồi rơi xuống đất, bàn tay to nắm chặt thành quyền, sau đó tấn công bóng ma kia theo hướng từ dưới lên trên. Quỳnh! Ngay sau đó, một nửa người của bóng ma đã lún xuống đất. Ầm! Sau quyền thứ hai, hai cánh tay giơ lên để đỡ của bóng ma đã gãy nát, bàn tay khổng lồ tóm lấy bóng ma rồi ném nó vào trong lò luyện minh thần. Cái lò run lên, lại có hơn chục viên nguyên anh đan và cực nhiều sinh mệnh đan bay ra. Cậu định đối đầu với địa phủ hả? Một giọng nói vang lên, một ông lão bước ra trong làn sương mờ. Phía sau ông lão này là một màn sáng màu đen, có rất nhiều tiếng quỷ khóc vang lên ở đó, người bình thường mà nghe thấy chắc sẽ chết tại chỗ ngay. Thiên tiên nghe thấy cũng khó mà chịu nổi. Ngô Bình cau mày nói, tôi sẽ bảo vệ những người này đến cùng. Ông lão mỉm cười nham hiểm, nếu cậu đã muốn chết thì tôi sẽ cho được toại nguyện. Ông ta búng tay phải, có một ánh sáng màu vàng nhạt pha đen bay về phía Ngô Bình. Trong ánh sáng ấy phong ấn 3.000 tà ma cực mạnh. Ánh sáng rơi xuống người Ngô Bình, 3.000 tà ma đã hóa thành một đại quân hung ác rồi tấn công kiếm hồn của anh. Tuy kiếm hồn của Ngô Bình mạnh, nhưng bị 3.000 tà ma tấn công cùng một lúc thì cũng khó mà địch lại nổi. Tuy nhiên, anh không hề lo lắng chút nào, thậm chí còn không thèm phản kháng, để mặc cho đám tà ma khống chế cơ thể mình. Một khi tà ma giành được thế chủ động thì chúng sẽ rất hống hách, chúng bật cười khoái chí, vì đã chiếm được thần khiếu và cơ thể của Ngô Bình. Thấy Ngô Bình đột nhiên đứng im bất động, Tả Linh Phong không còn thấy chấn động nữa. Thay vào đó là cười trên nỗi khổ của người khác, đánh thắng những người trước đó thì sao nào? Cuối cùng vẫn bị ta ma nhập thôi, anh ta son đời rồi. Diệp Thanh Vũ không nhìn được nói, dẫu sao đó cũng là anh trai của Ngô Mi, chúng ta nên nghĩ cách cứu đi chứ. Đóa Lan Tỉnh Bơ nói, anh ta chết rồi thì thôi, có gì đáng tiếc đâu. Thích thì tự cậu đi mà cứu, tôi thì không. Diệp Thanh Vũ thở dài một hơi, sau đó bay đáp xuống cạnh Ngô Bình. Cô ta lắc nhẹ tay một cái, lập tức có một luồng sáng xanh chiếu xuống người anh. Đây là bí thuật độc môn của Diệp Thanh Vũ, nó khiến tâm trí của người khác thơ na tỉnh, không còn bị tà ma khống chế. Tả Linh Phong nói vọng ra từ phía xa, Diệp Thanh Vũ, tôi thấy cậu đừng phí sức làm gì, không ai cứu được anh ta nữa đâu. Diệp Thanh Vũ không nghe, vẫn tiếp tục chiếu sáng cho Ngô Bình. Trán cô ta loáng cái đã mướt mồ hôi, rõ ràng cách làm này cực kỳ tốn sức. Ngô Bình đang mặc kệ cho tà ma nhập thì chợt thấy có một luồng sức mạnh dễ chịu xâm nhập vào kiếm hồn, khiến anh tỉnh táo hơn nhiều. Anh ngẩn ra, vì không biết ai đã ra tay cứu mình. Đúng lúc này, các tà ma đã di chuyển tới chỗ của đạo chủng, khi chúng nhìn thấy đạo thụ thì đều ngẩn ngơ vì không biết đó là gì. Quỳnh! Ngay sau đó, đạo thụ đã bùng nổ, nó vươn rất nhiều cành cây ra rồi đâm vào các tà ma. Trên các cành cây có bùa chú sáng lấp lánh. Tà ma nào bị đâm trúng thì sẽ hét lên, sau đó bị cành cây hấp thu. Loáng cái, 3.000 tà ma đã bị đạo thụ sơi tái hết. Ông lão kia chợt hét lên thảm thiết, tất cả các lỗ trên người đều bốc khói đen, cậu là ai hả? Ngô Bình mở đôi mắt sáng rực ra rồi lạnh giọng đáp, ông chọc vào nhầm người rồi. Ngô Bình vung tay lên, thi triển thần bùa tử vi, một luồng khí tức khủng khiếp xuất hiện, quỷ khí ở xung quanh đều biến mất, các tà ma khác cũng bốc hơi hết. Ông lão rít lên rồi chui xuống lòng đất, nhưng tiếc là đã chậm một bước nên bị sức mạnh của thần bùa tử vi quét qua, khiến nửa người nổ tung, vì thế chỉ có một nửa thân thể trốn thoát. Sau đó, cả ngọn núi đã yên tĩnh trở lại,
con trùng lại cất tiếng kêu như bình thường. Ngô Bình quan sát cơ thể mình thì thấy sau khi sơi tái 3.000 tà ma xong, đạo thụ vân chuyển hồn lực ra ngoài. Các hồn lực này tiến vào hỗn nguyên tiên lò rồi trở thành một phần của nó. Diệp Thanh Vũ ngạc nhiên nói, anh không sao ư. Ngô Bình cười nói, cảm ơn Diệp tiên tử đã ra tay hỗ trợ, tôi xin giới thiệu, tôi là Ngô Bình đại đệ tử của kiếm phái Thục Sơn. Cái gì, anh chính là đệ tử số 1 của kiếm phái Thục Sơn ư? Diệp Thanh Vũ chấn động, gương mặt tỏ vẻ không thể tin được. Ngô Bình gật đầu, đúng vậy. Anh đi đến gần các sinh viên rồi vung tay, tất cả bọn họ đều tỉnh lại. Họ nhìn trái ngó phải thì thấy sương mù đã tan, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ngô Bình cười nói, các em nhóm lửa tiếp đi, an toàn rồi. Tả Linh Phong và Đóa Lan ở phía xa khiếp sợ trước thực lực của Ngô Bình, anh chẳng những không sợ tà ma, mà còn tiêu diệt hết cả đống, rốt cuộc làm thế nào vậy? Diệp Thanh Vũ lại khôi phục vẻ lạnh lùng rồi nói, rõ ràng anh tự cứu mình được thì tại sao lại phí pháp lực của tôi? Ngô Bình thầm nghĩ anh nào có nhờ cô ta giúp chứ? Nhưng người ta đã có lòng giúp mình nên anh cố cười nói, là lỗi của tôi, Diệp tiên tử. Tôi tặng cho viên Nguyên Anh Đan này coi như xin lỗi nhé. Diệp Thanh Vũ nhìn thấy Nguyên Anh Đan thì ngạc nhiên hỏi, đan dược anh vừa luyện chế đấy à? Ngô Bình gật đầu, đây là Nguyên Anh Đan, tôi thấy cô đang ở cảnh giới địa tiên sơ kỳ, vừa ngưng tụ được nguyên thần, nếu uống đan dược này vào thì sẽ có hỗ trợ nhiều lắm. Diệp Thanh Vũ mừng rỡ, cảm ơn anh. Cô ta không khách sáo mà nhận lấy đan dược luôn. Ngô Bình lại ra đống lửa ngồi nướng thịt và nấm. Lần này anh đã chia cho cả Diệp Thanh Vũ. Diệp Thanh Vũ đã thân thiện hơn, tuy vẫn còn vẻ lạnh lùng, nhưng miệng vẫn ăn không ngưng nghỉ, dẫu sao thịt thú cũng rất ngon. Tả Linh Phong và Đóa Lan ở phía xa thì có vẻ lúng túng, ban nãy họ còn muốn xem Ngô Bình sẽ chết thế nào, ai dè anh lại xoay ngược tình thế. Tả Linh Phong cười lớn nói, anh Ngô đúng là đệ tử số 1 của kiếm phái Thục Sơn có khác, tôi khâm phục. Ngô Bình mặc kệ cậu ta rồi nói với Mỹ Ngọc, Mỹ Ngọc. Sau mà gặp những loại khẩu Phật tâm xà thế này thì phải thật cẩn thận, nhớ chưa? Tả Linh Phong méo mặt, Ngô Bình đang nói cậu ta ư. Cậu ta nói, anh Ngô, tôi nghĩ giữa chúng ta có hiểu lầm gì đó. Biến, Ngô Bình lạnh giọng nói, biến khỏi trường này ngay, nếu để tôi gặp lại, tôi sẽ phế tu vi của cậu đấy. Tả Linh Phong sầm mặt nói, anh Ngô, nhà họ Tả chúng tôi cũng là một thế lực lớn ở Côn Luân nên anh không dọa được tôi đâu. Quỳnh. Cậu ta vừa nói dứt câu, mặt đất đã có một cái gai bằng đá ngoi từ dưới mặt đất lên, sau đó xuyên thủng một bên chân của cậu ta. Tả Linh Phong hét lên đau đớn rồi nhảy dựng lên. Ngô Bình, đây là cảnh cáo, nếu cậu còn không đi thì lần sau tôi sẽ đâm chết cậu luôn. Tả Linh Phong trừng mắt lườm Ngô Bình, biết mình không đánh lại được anh nên đành lết cái chân bị thương rời đi. Đóa Lan cũng không dám lại gần, mà ngồi ở phía bên kia đống lửa. Xong. Cô ta vẫn dựng thẳng tai lên để nghe xem Ngô Bình và Diệp Thanh Vũ đang nói gì. Ngô Bình, sao Diệp tiên tử lại đi học? Diệp Thanh Vũ, gia tộc nhà tôi nghe thấy tin học viện võ đạo sẽ tuyển thẳng một vài sinh viên của Hoa Thanh làm học viên của mình. Ngô Bình, vì thế cô muốn thử vận may à? Diệp Thanh Vũ gật đầu, tư chất của tôi cũng không phải xuất sắc nên phải nắm bắt cơ hội này, hy vọng được vào học viện. Ngô Bình, chắc nhà cô cũng có thế lực ở Côn Luân. Thế tại sao vẫn muốn vào học viện võ đạo? Diệp Thanh Vũ thở dài nói, anh không biết à, các lãnh đạo cấp cao ở Viêm Long đã thỏa thuận với các thế lực lớn ở tiên giới rồi. Các thế lực lớn sẽ cử cao thủ vào các bộ máy nhà nước của Viêm Long. Đến lúc đó, các thế lực nhỏ như chúng tôi phải làm sao đây? Tôi muốn vào học viện võ đạo với hy vọng kiếm được một vị trí nho nhỏ trong bộ máy chính phủ, như vậy thì tương lai mới đỡ mịt mù. Ngô Bình, có chuyện này ư? Diệp Thanh Vũ, hình như các thế lực của tiên giới coi trọng dưới này lắm, toàn các nhân vật lớn xuống đây thôi. Một khi linh khí phục hồi, sẽ toàn tu sĩ thiên tiên trấn thủ Viêm Long. Ngô Bình, ra là vậy. Anh hỏi, nhưng chỉ vào Đại học Hoa Thanh thì khéo cô cũng không thành học sinh của học viện được đâu. Diệp Thanh Vũ, tôi cũng biết hy vọng rất mong manh, nhưng vẫn phải thử chứ. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, sắp tôi sẽ rến dậy ở Bắc Việt. Là giáo viên nên tôi có thể viết thư giới thiệu cho cô, có thư giới thiệu của tôi rồi thì cô có thể tìm giáo viên mà mình thích rồi học theo người đó. Diệp Thanh Vũ trố mắt ra nói, anh là giáo viên của Bắc Viện ư? Nghe thấy thế, Đóa Lan nhảy dựng lên, cái gì?
Ngô Bình là giáo viên của Bắc Viện sao? Ngô Bình cười nói, trông tôi không giống giáo viên à? Không không, thầy Ngô là thần quân, thực lực lại mạnh, làm giáo viên là quá hợp lý rồi. Diệp Thanh Vũ vội sửa lại lời nói, cách xưng hô cũng thay đổi luôn. Ngô Mi chớp mắt nói, anh làm trợ giảng à? Diệp Thanh Vũ nghiêm túc nói, không phải trợ giảng, mà là giáo viên. Cả Bắc Viện chỉ có hơn 50 giáo viên thôi. Sau đó, cô ta lễ phép hỏi, không biết thầy Ngô là giáo viên mấy sao ạ? Ngô Bình, tạm thời là 4 sao. 4 sao? Diệp Thanh Vũ xứng người, theo cô ta được biết thì giáo viên cấp cao nhất ở Học viện Võ Đạo mới là cấp 3 sao thôi mà. Cô ta hít sâu một hơi rồi nói tiếp, học trò Diệp Thanh Vũ tham kiến thầy Ngô, giờ chỉ còn cách này mới có thể bày tỏ lòng kính trọng của cô ta với Ngô Bình thôi. Ngô Bình, đừng đa lễ, cô thuộc thế lực nào của Côn Luân? Diệp Thanh Vũ, học trò là người của nhà họ Diệp ở Dược Thần Cảnh. Ngô Bình, Dược Thần Cảnh ư, tôi nghe nói ở đó có nhiều dược liệu lắm. Diệp Thanh Vũ, vâng ạ, nhưng sau khi bị nhiều người hái thì giờ cũng không còn nhiều nữa, chỉ còn vài nơi có thôi. Nhưng đó đều là những nơi nguy hiểm, đã chôn vùi không biết bao nhiêu cao thủ nên giờ không còn ai dám vào nữa. Ngô Bình, vậy ư, có cơ hội tôi phải đến xem sao mới được. Diệp Thanh Vũ vội nói, nếu thầy đến thì học trò sẽ dẫn đường. Ngô Bình cười nói, đến lúc đó phiền Diệp tiên tử. Lúc này, Đoá Lan đang vô cùng hối hận, cô ta cắn răng đi tới cạnh Ngô Bình rồi hành lễ tham kiến thầy Ngô. Ngô Bình liếc nhìn cô ta rồi nói, có chuyện gì? Đoá Lan nói, Đoá Lan mặt dày tới xin thầy Ngô một bức thư giới thiệu ạ. Lúc nói ra câu này, giọng của Đoá Lan run lên, vì trước đó cô ta đã để lại ấn tượng xấu cho Ngô Bình, nhưng cô ta vẫn phải thử vì biết đâu bức thư giới thiệu của Ngô Bình lại thay đổi được vận mệnh của gia tộc nhà cô ta. Ngô Bình không đồng ý, nhưng cũng không từ chối, anh hỏi, cô là người của thế lực nào? Đoá Lan vội đáp, học trò là đệ tử của Ngọc Hư Cung, nhà ở Ngọc Hư Tiên Cảnh. Ngô Bình sáng mắt lên nói, Ngọc Hư Cung ư, thế cô có biết Chu Nguyên Thông không? Đinh Mặc là anh kết nghĩa của Ngô Bình, trên đó anh còn một người anh kết nghĩa nữa là Chu Nguyên Thông đệ tử của Ngọc Hư Cung. Đoá Lan ngẫm nghĩ rồi nói, sư huynh Chu Nguyên Thông ạ. Học trò từng gặp một lần, nhưng sư huynh là đệ tử chân truyền của Ngọc Hư Cung nên học trò cũng ít khi gặp. Ngô Bình hỏi, cô là đệ tử gì? Đoá Lan, học trò chỉ là đệ tử ngoại viện thôi ạ. Ngô Bình, hình như Ngọc Hư Cung rất kín tiếng, không hay giao du với bên ngoài. Đoá Lan, vâng, Ngọc Hư Cung trấn thủ hư tiên giới nên hay qua lại với Ngọc Hư Cảnh Thiên thôi. Ngô Bình, Ngọc Hư Cảnh Thiên à, xem ra Ngọc Hư Cung cũng có lai lịch phết nhỉ. Đoá Lan, vâng, Ngọc Hư Cung có rất nhiều truyền thừa cổ xưa. Ngô Bình, nếu cô đã là đệ tử của Ngọc Hư Cung thì tại sao còn muốn gia nhập Học viện Võ Đạo? Đoá Lan thở dài nói, đệ tử ngoại viện của Ngọc Hư Cung không được học các công pháp cấp cao, hơn nữa còn thường xuyên bị bắt nạt. Các sư tỷ rất hay bắt nạt học trò, trong một lần nóng giận, học trò đã xung đột với một sư tỷ, sau đó bị trưởng lão ngoại viện đuổi khỏi Ngọc Hư Cung. Ngô Bình, Đoá Lan, thầy Ngô, xin thầy hãy cứu học trò và viết cho học trò một lá thư giới thiệu. Đoá Lan sẽ nhớ ơn mãi mãi. Thư giới thiệu không thể viết bừa được, Ngô Bình viết cho Diệp Thanh Vũ vì cô ta đã có lòng tốt cứu anh. Còn Đoá Lan này để lại cho anh một ấn tượng rất xấu, vì thế anh chẳng có lý do gì giúp cô ta cả. Xin lỗi, nhưng tôi không giúp cô được, Ngô Bình thẳng thắn từ chối. Đoá Lan tủi thân, vành mắt đỏ lên rồi bật khóc. Ngô Mi bực mình nói, khóc cũng vô dụng thôi, anh tôi không giúp cậu đâu. Diệp Thanh Vũ không đành lòng, nhưng bản thân cô ta có được thư giới thiệu cũng nhờ vận may nên không thể nói giúp Đoá Lan được. Ngô Bình chợt nghĩ đến một chuyện rồi hỏi, là ai tổ chức buổi cắm trại hôm nay? Ngô Mi, là Âm Tiểu Niên, à mà cậu ta đâu mất rồi? Những người khác cũng ngó nghiêng tìm kiếm, nhưng không thấy bóng dáng Âm Tiểu Niên đâu. Ngô Bình, khỏi phải tìm nữa, Âm Tiểu Niên này chắc là đồng bọn của địa phủ rồi. Cậu ta cố ý tổ chức buổi cắm trại này để hại mọi người. Ngô Mi tức giận mắng, khốn kiếp, uổng công bọn em tin tưởng cậu ta. Diệp Thanh Vũ, là chúng ta sơ ý. Sau đó đã có mấy bóng người đáp xuống, đó là các long vệ. Ngô Bình, có việc gì à? Một long vệ nói, long chủ, thư ký hảo bảo chúng thuộc hạ đến. Ngô Bình híp mắt lại, có chuyện gì?
Long vệ đáp, Thiên Long đang thay đổi cơ cấu nên tất cả các thành viên cũng được thay đổi ạ. Ngô Bình, bao gồm cả quản lý à? Long vệ, vâng, quản lý đã được thay một nửa rồi, giờ sẽ đến quản lý cấp cao. Quản lý cấp cao thì đương nhiên là vị trí Long chủ của Ngô Bình. Anh nói, đúng như tôi đoán, nhưng không ngờ lại nhanh thế. Long vệ, Long chủ, giờ chúng ta phải làm sao? Ngô Bình, nghe lệnh thôi chứ sao? À, cậu bảo các anh em bị thay thế là tôi sẽ thành lập ngoại viện của Thục Sơn nên giờ đang rất cần người. Nếu họ muốn thì có thể đến đó, đãi ngộ vẫn thế, hơn nữa công việc còn nhàn hơn trước. Các Long vệ sáng mắt lên rồi hỏi, Long chủ, thuộc hạ có được không ạ? Ngô Bình cười nói, được chứ, dẫu sao việc của ngoại viện cũng nhiều lắm. Long vệ, vâng, thuộc hạ hiểu rồi, thuộc hạ sẽ đi làm ngay. Các Long vệ rời đi, Diệp Thanh Vũ nói, hóa ra thầy Ngô còn là Long chủ của Thiên Long. Ngô Bình thở dài nói, sắp không còn nữa rồi, cô cũng thấy đấy, người của tôi đang bị thay rồi. Chắc không lâu nữa, tôi cũng bị gạch tên luôn. Đoá Lan, Long chủ chỉ là một chức vụ nhỏ, thầy Ngô bỏ đi cũng được. Ngô Bình nhìn cô ta rồi hỏi, sao cô lại nói thế? Đoá Lan, thầy Ngô là giáo viên 4 sao của Học viện Võ Đạo, địa vị cao, sau này sẽ thống trị thiên hạ nên sẽ cần nhiều cao thủ. Đến lúc đó, ít nhất thầy cũng là nhân vật lớn của một phương. Ngô Bình nói, cô cũng biết nhiều đấy, thế cô nói thử xem tôi phải làm thế nào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 65.